Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2476, nghĩ thoáng. Ánh mắt của lão đầu râu bạc ngưng trọng, bỗng dưng bừng tỉnh, đúng rồi, người biết nghịch thiên bát châm. Nhất châm sinh, nhị châm tử, tam châm bạch cốt sinh thịt, tứ châm tẩy tủy, ngũ châm đan thành, thất châm thần, lục châm tiên, bát châm có thể nghịch thiên. Nghịch thiên thật sự, đến tột cùng là cảnh tượng như thế nào? Đừng nghĩ nữa. Ngươi chắc chắn sẽ không thấy được. Hạ Thiên xua tay, vẻ mặt tùy ý, hiện tại chỉ còn lại 3 giây, ngươi chỉ có thể trả lời một câu hỏi. Lão đầu râu bạc cười ha ha, nói ta không trả lời câu nào đó, cùng lắm chỉ là một cái chết mà thôi. Chờ đã, lúc này, Bạch Tiêm Tiêm bỗng xông ra, che ở trước người lão đầu râu bạc, Hạ Thiên, ngươi có thể tha cho Bạch Thúc một mạng, được không? Hạ Thiên hỏi lại một câu, nàng nghĩ sao? Thế nhưng... Sắc mặt của Bạch Tiêm Tiêm trắng nhợt, trong lòng cũng biết đó là chuyện bất khả thi, dù sao hành động trước đó của lão đầu râu bạc đến cả nàng còn tận mắt chứng kiến, chỉ là về mặt tình cảm, nàng vẫn xem lão đầu râu bạc là người thân của mình, thực sự không cách nào tận mắt nhìn hắn chết dưới tay Hạ Thiên. Bạch Thánh Nữ, ngươi không cần thay ta cầu xin, lão đầu râu bạc đẩy Bạch Tiêm Tiêm ra, lạnh lùng nói, lão phu chính là Tiêu Vô Bệnh, là lão môn chủ của Âm Y Môn, tung hoành giang hồ gần trăm năm. Sao lại xin tha từ một tiểu tử miệng còn hôi sữa được? Vì âm hậu mà chết, vinh hạnh biết bao, người đừng có ở đây cản trở chuyện tốt của ta. Bạch Tiêm Tiêm im lặng không nói gì, hoàn toàn không biết nên nói gì. Vậy ngươi đi chết được rồi đó. Hạ Thiên cũng lười phí thời gian đối với việc ép cung hắn, xòe tay trái ra, trực tiếp cắm 6 cây kim vào người lão đầu râu bạc. Âm Vô Vũ tiến lên ôm chầm lấy Bạch Tiêm Tiêm, ôm nàng thật chặt vào trong lồng ngực. Không cho nàng thấy cảnh tượng tàn nhẫn này. Một lát sau, Hạ Thiên lười biếng nói, được rồi, Tiêu Vô Bệnh đã chết. Bạch Tiêm Tiêm chậm rãi rời khỏi cái ôm của Âm Vô Vũ, vừa nhát vừa sợ rời mắt, nhìn sang, sau đó phát ra một tiếng kinh hô, ơ. Sao ta lại ở đây? Lão đầu râu bạc thế mà chưa chết, chỉ là trong đôi mắt tràn ngập mờ mịt, Âm tộc trường, Hạ tộc trường, các ngươi là... Bạch Thúc, Bạch Tiêm Tiêm xà vào lồng ngực của lão đầu râu bạc, người không chết là tốt quá rồi. Khuôn mặt của lão đầu râu bạc vẫn còn đang sửng sốt, nói với Bạch Tiêm Tiêm, chuyện này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải chúng ta đang ở trung tâm thánh điện, tuyên bố chuyện tân tộc trưởng kế nhiệm sao? Không có chuyện gì cả, Bạch Thúc ngươi mệt rồi, hay là cứ nghỉ ngơi trước đi. Bạch Tiêm Tiêm đẩy lão đầu râu bạc rời đi, sau đó quay đầu lại nhìn Hạ Thiên. Im lặng nhìn rất lâu, cắn môi, sau một hồi mới nói hai chữ cảm ơn. Vợ bé tương lai, kỳ thực nàng không cần cảm ơn. Hạ Thiên cười hì hì nói, từ trước đến giờ ta ân oán rất rõ ràng, kẻ muốn giết ta chính là Tiêu Vô Bệnh, chứ không liên quan gì đến Bạch lão đầu cả. Ta giết Tiêu Vô Bệnh, mọi chuyện đương nhiên đã xong xuôi. Cái gì mà Bạch lão đầu, Bạch Thúc cũng không phải họ Bạch. Bạch Tiêm Tiêm chừng Hạ Thiên một cái, hắn tên Tề Bạch Lâu. Là người thân duy nhất của ta ở trên đảo, ta vẫn phải cảm tạ ngươi. Âm Vô Vũ có chút ghen tị, nói Tiêm Tiêm, ngươi nói như vậy làm trái tim ta rất đau nha, lẽ nào ta không là người thân của ngươi sao? Vũ tỷ tỷ, ngươi là người thân của toàn bộ tộc nhân, đương nhiên cũng là người thân của ta. Bạch Tiêm Tiêm cười cợt, giải thích, nhưng Bạch Thúc là người thân của một mình ta, mong ngươi đừng có ghen. Hạ Thiên cười hì hì, vợ bé tương lai, thật ra nàng nói sai rồi. Bây giờ người thân duy nhất của nàng là ta mới đúng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Ta còn phải đi xem thử những người khác trên đảo có bị thương bởi sóng biển ban nãy không. Ở đây liền giao cho ngươi. Bạch Tiêm Tiêm liếc nhìn Hạ Thiên, xoay người trực tiếp rời đi. Hạ Thiên đưa mắt nhìn Bạch Tiêm Tiêm đi xa, sau một hồi vẫn không lên tiếng. Được rồi, ngươi định xử trí bọn ta như thế nào? Tiêu Diễm Diễm nhìn cả buổi trời, vào lúc này nhìn về phía Hạ Thiên. Trực tiếp giết, hay là ném xuống biển. Người mặt quỷ cũng đưa ánh mắt nhìn sang Hạ Thiên, lặng lặng chờ đợi phán quyết của Hạ Thiên. Ta không rảnh so đo với bọn tiểu nhân vật các ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp ngáp cái miệng, nói với Âm Vô Vũ, hai người đó liền giao cho ngươi, xử trí như thế nào là chuyện của ngươi, ta phải đi tìm vợ y y đây. Dứt lời, cũng mặc kệ Âm Vô Vũ có đồng ý hay không, trực tiếp lắc mình rời đi. Âm tộc trường. Ý kiến của ngươi là gì? Tiêu Diễm Diễm nhìn về phía Âm Vô Vũ, muốn động thủ, vậy thì mau lên.
nếu không thì vị Diệp Tuyệt Trần kia cứu sư đệ của hắn xong là sẽ trở lại. Âm Vô Vũ khinh thường liếc Tiêu Diễm Diễm một cái, coi như Diệp Tuyệt Trần trở lại, hắn cũng sẽ không coi trọng ngươi, ngươi tỉnh lại đi. Tiêu gia các ngươi, ở tiểu tiên giới, căn bản không có đủ tư cách. Không sao cả, Tiêu Diễm Diễm hoàn toàn không còn bộ dáng diêm dúa và phóng túng trước kia, mà trái lại là có phần hiểu thấu sinh tử, dù sao, Tiêu gia không sớm thì muộn cũng sẽ tiêu, ta chết sớm một chút, nói không chừng sẽ là một kết cục tốt. Mã Khỉ Linh cười nói, ngươi chịu nghĩ thoáng rồi à? Tên biến thái như này ta đều gặp qua, thì sao mà ta không nghĩ thoáng được? Tiêu Diễm Diễm nhấc ngón tay chỉ về phương hướng Hạ Thiên biến mất, Tiêu gia trêu chọc cái tên này, e là lành ít dữ nhiều rồi, ngẫm lại thì cũng thú vị phết. Mã Khỉ Linh liên tục lắc đầu, thế mà còn mong chờ gia tộc của mình bị Hạ Thiên diệt, ngươi cũng là một tên biến thái. Chương 2477. Nhân sinh vô thường. Giữa đảo Sương Nguyệt có một cái hồ nước khá yên tĩnh, tên là Hồ Bán Nguyệt, ở trung tâm có một hòn đảo nhỏ, là nơi ở của Âm Hậu. Ứng Hiểu Nguyệt áp giải Y Tiểu Âm lên một bè trúc, tộc nhân Huyền Âm tộc lái bè trúc vẫy vẫy tay, hai tay hợp thành chữ thập ở phía trước và làm ra thế, vái chào, sau đó đẩy mái chèo, đẩy bè trúc ra, rất nhanh lái vào trong làn hơi nước trông giống như sương mù, chậm rãi tới gần hòn đảo nhỏ giữa hồ. Nơi này, người hẳn là không xa lạ gì. Ứng Hiểu Nguyệt biết tính nết của Y Tiểu Âm là gì, cho nên cũng không có áp dụng biện pháp cưỡng chế gì với nàng, chỉ là đứng ở phía sau nàng nửa bước, nhìn sương mù, bây giờ trở lại chốn xưa, có cảm tưởng gì không? Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, không có cảm tưởng gì cả, chỉ đơn giản là một cái hồ nhỏ có phong cảnh rất đẹp mà thôi. Ha ha, chỉ sợ là nghĩ một đằng nói một nẻo thôi. Ứng Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, Âm Hậu ở trong nhà trúc giữa đảo, chỉ cần ngươi đi vào. Từ nay về sau thế gian sẽ không còn Y Tiểu Âm nữa. Coi như Hạ Thiên có bản lĩnh nghịch thiên đi chăng nữa, cũng không thể nào cứu được ngươi. Y Tiểu Âm ý cười đầy mặt nhìn Ứng Hiểu Nguyệt, trên thế giới có Y Tiểu Âm hay không, thật ra cũng không quan trọng. Nhưng mà, không có Âm Hậu thì lại rất quan trọng. Chuyện đến nước này rồi, người nghĩ các ngươi vẫn còn cơ hội trở mình à? Ứng Hiểu Nguyệt lắc đầu, thở dài nói, vậy là ngươi vẫn chưa thấy Âm Hậu của hiện tại rồi. Nàng đã sớm khác xa quá khứ, ngươi căn bản không biết một tu tiên giả độ kiếp kỳ đỉnh phong, uy áp đối với người bình thường, chẳng khác gì con sâu cái kiến đối mặt với Thái Sơn sụp đổ. Các ngươi không có cửa thắng, có thêm Hạ Thiên vào cũng không thể. Đây chính là lý do mà ngươi trở mặt sao? Y Tiểu Âm nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ta cũng không ngu, Ứng Hiểu Nguyệt có phần khó chịu đối với lời nói của Y Tiểu Âm, không nhịn được giải thích, mục tiêu của ta chỉ là trường sinh bí pháp của Âm Hậu. Xưa giờ chưa từng nghĩ tới chuyện muốn mạng của nàng. Hiện tại, Âm Hậu quyết định cho ta trường sinh bí pháp, thế ta cần gì phải đi chịu chết cùng các ngươi? Y Tiểu Âm hỏi, ngươi có chắc trường sinh bí pháp mà nàng cho là hàng thật không? Đương nhiên, Ứng Hiểu Nguyệt gật gù, ta có cách xác nhận của riêng ta, hơn nữa nàng cũng không cần phải gạt ta. Y Tiểu Âm gật gù, vô cùng tán đồng, nói tuy Âm Hậu làm muôn vàn chuyện ác, nhưng đúng thật là chưa bao giờ gạt người. Cái gọi là chuyện ác, kỳ thực chẳng liên quan gì đến ta hết. Vẻ mặt của Ứng Hiểu Nguyệt vui mừng, nói ấn ký mà nàng trồng vào cơ thể của ta cũng đã bị nhổ bỏ. Kỳ thực nếu mà ngươi chịu phối hợp với nàng sớm một xíu, cũng có thể trải qua những ngày tháng yên ổn. Phối hợp với nàng, Y Tiểu Âm mặt lạnh như tiền, nói nếu mà nàng chọn chúng ngươi, ngươi sẽ ngoan ngoãn phối hợp sao? Ứng Hiểu Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, nói không biết nữa. Nhưng mà cũng sẽ không trốn tránh giống như ngươi, hơn nữa còn trốn hơn 20 năm, thật sự là không biết ngươi đang nghĩ gì, lẽ nào ngươi không nghĩ tới chuyện phản kháng sao? Y Tiểu Âm nghe xong lời này, chỉ là cười cợt, không hề nói gì. Ứng Hiểu Nguyệt cũng biết lời mình nói có chút ngu ngốc, trước đây thực lực của Y Tiểu Âm quá yếu, ngay cả Âm Y Môn mà còn không thể phản kháng, chớ nói chi là Âm Hậu. Nói mới nhớ, nghĩ lại cũng có chút buồn cười, từng có lúc. Hai chữ Âm Hậu này căn bản không thể xuất hiện trong lúc nói chuyện giữa các nàng, đó gần như một sự khinh nhờn đối với thần linh. Mà giờ đây, các nàng có thế lực của riêng mình, bất kể là Nam Thiên Môn, hay là Y Nhân Các của Y Tiểu Âm, trong mắt thế nhân đều là đại nhân vật không cách nào dung chuyển. Mới đầu, nàng cho rằng nàng đã có đủ sức mạnh để chống lại Âm Hậu, kết quả hiện thực lại cho nàng một cú sốc lớn. Ứng Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy có chút bi ai. Nàng đã từng là người phản kháng Âm Hậu kịch liệt nhất, nhưng giờ lại đang làm việc cho Âm Hậu.
còn nàng thì trào phúng việc Y Tiểu Âm trốn tránh và phản kháng âm hậu, nhân sinh đúng là vô thường, cũng thật mỉa mai. Y Tiểu Âm trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói, ngươi cảm thấy mình có thể rời khỏi đảo Sương Nguyệt không? Ứng Hiểu Nguyệt trong nháy mắt đoán được ý trong câu nói của Y Tiểu Âm, lạnh nhạt nói, đương nhiên, ta đã sớm dàn xếp. Tối hôm nay, ta sẽ rời đi, từ nay về sau bất cứ chuyện gì ở đảo Sương Nguyệt đều không liên quan gì tới ta, còn âm hậu sẽ di chuyển đến tiểu tiên giới, và sẽ không đến giới trần tục lần nào nữa. Y Tiểu Âm bỗng nhiên cảm khái, làm hại nhiều người như vậy, tiêu giao nhiều năm như vậy, còn muốn đi tiểu tiên giới làm uy làm phúc, thực sự nghĩ rằng thế gian không có quả báo à? Ngươi nói điều này với ta cũng vô dụng. Sắc mặt của Ứng Hiểu Nguyệt phát lạnh, có chút châm biếm, nói, hiện tại âm hậu ở trên trái đất gần như đã vô địch, ai cũng không ngăn được nàng. Hơn nữa, ta còn không quả báo, chứ nói chi là âm hậu. Âm hậu đi tới tiểu tiên giới, ngươi cũng chạy, thế thì tộc nhân huyền âm tộc phải làm sao đây? Y Tiểu Âm ý vị thâm trường, hỏi một câu, ngươi từng suy nghĩ cho tương lai của bọn họ chưa? Ứng Hiểu Nguyệt không nhịn được, nói tộc nhân huyền âm tộc liên quan đếch gì đến ta, ta cũng không phải âm hậu, cũng chẳng phải tộc trưởng. Dứt lời, bỗng dưng nhớ ra một chuyện, Hạ Thiên bây giờ là tộc trưởng huyền âm tộc, đây là chuyện mà hắn phải suy tính chứ. Đáng tiếc cái gì, Y Tiểu Âm thuận miệng hỏi. Chương 2478, hối hận cũng vô dụng. Ứng Hiểu Nguyệt nhìn Y Tiểu Âm rồi nhẹ nhàng mỉm cười, ta biết ngươi chắc chắn còn đang có ảo tưởng về hắn, về điểm này, ta chỉ có thể nói lần này hắn chết chắc thật rồi. Không chờ Y Tiểu Âm đặt câu hỏi, liền nói tiếp, chỗ thần kỳ của Hạ Thiên, chỉ đơn giản là thể chất cổ quái của hắn, còn có châm pháp như thần, nhưng bàn về tu vi, hắn cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Nhưng hai tuấn kiệt trẻ tuổi mà âm hậu gọi tới từ tiểu tiên giới, thể chất cũng rất đặc thù, chưa kể tu vi cao thâm, thừa sức đối phó Hạ Thiên. Rất nhiều người chết chính là vì tự cho rằng mình thừa sức. Y Tiểu Âm cười cợt, nhìn Ứng Hiểu Nguyệt rồi nói, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lần này có âm hậu tỏa chấn, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào cả. Vẻ mặt của Ứng Hiểu Nguyệt kiên định, nếu như lát nữa ngươi gặp âm hậu, thì sẽ biết những gì ta nói tuyệt đối không phải là nói bừa. Y Tiểu Âm khẽ lắc đầu, thật không biết âm hậu rốt cuộc là đạt đến tu vi gì, vậy mà có thể khiến cho thái độ của Ứng Hiểu Nguyệt thay đổi 180 độ như vậy. Y Tiểu Âm, kỳ thực ta rất ngưỡng mộ ngươi, thậm chí là đố kỵ ngươi. Ứng Hiểu Nguyệt yên lặng nhìn Y Tiểu Âm, khi còn bé ở đảo Sương Nguyệt, ngươi đã độc chiếm ân sủng của tộc trưởng, sau khi đến âm y môn, ngươi lại trở thành đệ tử thân truyền của môn chủ, mặc dù thoát khỏi âm y môn, ngươi cũng có thể sáng tạo ra y nhân các, thậm chí còn đã tìm được nam nhân mạnh mẽ như Hạ Thiên. Ngươi rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, dung mạo xinh đẹp thật sự có thể sở hữu nhiều thứ đến vậy ư? Có lẽ vậy, giọng điệu của Y Tiểu Âm hờ hững, có điều, ta chưa bao giờ cảm thấy mình đẹp, chẳng qua chỉ là một người bình thường. Ứng Hiểu Nguyệt nghe nói như thế, suýt chút nữa thổ huyết, bây giờ ngươi thật sự có mấy phần giống phong thái của Hạ Thiên, câu này thế mà cũng nói ra được. Cho dù ngươi có tin hay không, đây đều là lời nói thật lòng của ta. Y Tiểu Âm xác thực là nghĩ như vậy, chỉ là nàng không biết rằng, lấy khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng khi nói ra câu này, sẽ tạo thành tổn thương gần như gấp bội trong lòng người khác. Ứng Hiểu Nguyệt không nhận đả kích này nữa, mắt thấy càng ngày càng tiến gần đến đảo giữa hồ. Nhà trúc nhỏ kia cũng đang thoát ẩn thoát hiện trong màn sương, liền nói, khả năng đây là lần cuối mà ngươi và ta nói chuyện với nhau, với tư cách là bằng hữu, ngươi có nguyện vọng cuối gì, có thể nói ra, nói không chừng ta có thể giúp ngươi thực hiện nó. Y Tiểu Âm khẽ lắc đầu, ta không có nguyện vọng gì, cũng không cần giúp ta thực hiện. Chuyện mà ta muốn làm, chính ta sẽ tự đi làm. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Ứng Hiểu Nguyệt cười nói, sau khi ngươi tiến vào nhà trúc, lúc đi ra ngươi sẽ không còn là ngươi nữa đâu. Y Tiểu Âm đột nhiên hỏi, ngươi biết trường sinh bí pháp của âm hậu, kỳ thực chính là mượn xác hoàn hồn, ngươi không phiền sao? Chỉ cần có thể trường sinh, chỉ là một bộ xác thịt mà thôi, có cái gì mà phiền? Ứng Hiểu Nguyệt không hề có tí gánh nặng nào trong lòng, lại đánh giá Y Tiểu Âm một cái, còn nữa nếu mà có thể đổi thành thể xác như ngươi, thì sao mà không vui chứ? Y Tiểu Âm im lặng. Ứng Hiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi trời sinh đoan trang, thiên phú kinh người, đương nhiên không biết những người bình thường như chúng ta đây, muốn bắt kịp các ngươi cần phải cố gắng tới mức độ nào. Ngươi sai rồi, Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, cố gắng của ngươi so với ta, ngay cả 1% cũng không bằng.
có thể nói, người cố gắng hơn ta trên thế giới này, có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên ngươi càng đáng hận hơn, Ứng Hiểu Nguyệt cắn răng, đã được ông trời chiếu cố, nhưng vẫn liều mạng như người điên. Làm như vậy thì không gian sinh tồn để lại cho bọn ta sẽ càng nhỏ. Y Tiểu Âm bị chọc tức, phì cười, không khỏi liếc Ứng Hiểu Nguyệt một cái, lần đầu nàng nghe, không gian sinh tồn nhỏ hẹp của một người là do những người khác quá mức cố gắng gây nên, đây thực sự là những lời chỉ có loser mới có thể nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, cuộc sống của Ứng Hiểu Nguyệt thật ra đã rất thành công, thật không biết lòng đố kỵ bốc lên từ đâu. Lại là cái ánh mắt này, Ứng Hiểu Nguyệt rất bất mãn, nói chính là loại ánh mắt này của ngươi, cao lãnh kiêu căng, như thể ngươi cao hơn bọn ta vậy. Từ nhỏ ta đã chán ghét cái ánh mắt này của ngươi, cũng thề rằng sẽ có một ngày, ta muốn đạp lên đầu ngươi, rồi trả lại sự xem thường và khinh bỉ cho ngươi. Y Tiểu Âm cạn lời, nói, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Thật ra nàng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, trong ánh mắt cũng không bất kỳ ý tứ gì. Bớt dùng bài này, lửa giận của Ứng Hiểu Nguyệt tăng vọt, lúc này Bé Trúc vừa hay cập bờ, nàng không khỏi lôi Y Tiểu Âm, đợi gặp Âm Hậu, để ta xem ngươi còn kiêu ngạo được nữa không. Ứng Hiểu Nguyệt tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhà Trúc ra, phát hiện không đẩy được, liền lớn tiếng nói, hồi bẩm Âm Hậu, ta đã mang Y Tiểu Âm đến. Cánh cửa theo tiếng mở ra, một giọng nói vang lên, vào đi. Y Tiểu Âm nghe được âm thanh này, không khỏi hơi nhíu mày, nàng chưa kịp ngẫm nghĩ, Ứng Hiểu Nguyệt liền đẩy nàng. Đã tới nơi rồi, người hối hận cũng vô dụng, Ứng Hiểu Nguyệt lạnh giọng nói, sẽ không có ai tới cứu ngươi, cũng không có ai cứu được ngươi. Ứng Hiểu Nguyệt đẩy Y Tiểu Âm vào nhà Trúc, phát hiện bên trong quả thật có một bóng người mơ hồ, nhưng lại cách một lớp mảnh Trúc, nhìn không rõ cho lắm. Người đã mang tới, xin Âm Hậu thực hiện lời hứa của mình. Ứng Hiểu Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp nói với người sau mảnh Trúc. Bỗng dưng, chỉ thấy mảnh Trúc nhẹ nhàng lung lay, cả người Ứng Hiểu Nguyệt liền bay ngược ra khỏi nhà Trúc, bay lên trời, phốc oành một tiếng liền ngã xuống hồ. Chương 2479. Quỷ dị. Không lâu sau, Ứng Hiểu Nguyệt nhảy ra khỏi hồ, trở lại nhà Trúc, trợn mắt nhìn người sau mảnh Trúc. Người sau mảnh Trúc lạnh nhạt nói, đồ của ngươi thì sẽ là của ngươi, cứ việc chờ, xuất khẩu cuồng ngôn với ta làm gì, ngươi có thực lực đó ư. Ứng Hiểu Nguyệt vừa định ngụy biện vài lời, nhưng nhớ tới thực lực kinh khủng của Âm Hậu, cũng tỉnh ngộ ra vừa nãy mình có hơi đắc ý vênh váo. Không sao, người sau mảnh Trúc kia cười nhạt, tiếp theo giơ tay về phía Ứng Hiểu Nguyệt, ngươi lại đây, có vài thứ cho ngươi. Ứng Hiểu Nguyệt nghe nói như thế, không khỏi ánh mắt sáng lên. Đại khái đoán được Âm Hậu sẽ cho nàng món đồ gì, thần sắc trên mặt mừng rỡ không giấu được, đa tạ Âm Hậu, ngày sau lại có sai khiến gì, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Dứt lời, Ứng Hiểu Nguyệt bước nhẹ trước di chuyển, vén lên mảnh Trúc, chậm rãi đi tới bóng người đó. Biết đây là cái gì chứ? Người kia không thấy rõ khuôn mặt, chỉ là vươn tay về phía Ứng Hiểu Nguyệt. Đó là một bàn tay cực kỳ mảnh mai và xinh đẹp, cân xứng, mềm mại thướt tha. Mặc dù Ứng Hiểu Nguyệt là con gái, nhưng thấy bàn tay này cũng không khỏi cảm thấy có chút động lòng. Ánh mắt của Ứng Hiểu Nguyệt cũng bị hấp dẫn bởi bàn tay đó, cả buổi trời không nói gì. Khụ, người nọ hơi bất mãn, ho nhẹ một tiếng, bàn tay khẽ xòe, lộ ra đồ vật trong lòng bàn tay, lại hỏi, ngươi thấy qua vật này chưa? Một cây ngân châm, lúc này, Ứng Hiểu Nguyệt mới nhìn đến đồ vật trong lòng bàn tay, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngẩng đầu muốn nhìn khuôn mặt và biểu cảm của Âm Hậu, nhưng lại phát hiện mình không ngóc đầu lên được. Thấy qua chưa? Người nọ hỏi tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ứng Hiểu Nguyệt không biết ý của Âm Hậu là gì, có chút chần chờ, nói, thuở nhỏ ta cũng học y, đương nhiên là thấy qua ngân châm. Được, tay nhỏ của người kia hơi động, bắn ngân châm vào trong Ứng Hiểu Nguyệt, chìm vào trong cổ của nàng, đó là phần thưởng cho ngươi. Ứng Hiểu Nguyệt hoàn toàn không ngờ rằng Âm Hậu lại ra tay với nàng lần nữa, nhất thời không kịp chuẩn bị, sờ sờ cái cổ, kinh ngạc không hiểu, hỏi tại sao? Thứ ngươi muốn, nằm trong cây châm đó. Người nọ lạnh nhạt nói, cho ngươi một phút, có thể cảm ngộ được bao nhiêu, thì phụ thuộc vào chính ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi chìm đắm trong đó không ra được, đó cũng là số mệnh của ngươi. Ứng Hiểu Nguyệt há miệng, còn muốn nói điều gì, chỉ là ý thức dần dần mơ hồ. Như là chìm vào một vực sâu, không cách nào thoát khỏi nó, ngàn vạn con sóng màu đen trong nháy mắt bao trùm suy nghĩ của nàng.
Y Tiểu Âm ở ngoài mảnh trúc, lặng lặng nhìn cảnh tượng này, chẳng hề làm gì cả. Không bỏ trốn à, ngữ khí của người sau mảnh trúc vẫn lành lạnh như cũ, lạnh như băng, người không sợ rơi vào kết quả giống như nàng hả? Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, trốn cũng vô dụng, còn nữa, ta vốn là đến tìm Âm Hậu, vì sao phải trốn? Thế bây giờ ta đang ở đây, người đã gặp được ta. Người sau mảnh trúc lạnh giọng nói, người muốn gì? Đương nhiên là giết Âm Hậu. Con mắt của Y Tiểu Âm thẳng tắp nhìn mảnh trúc, tựa hồ là muốn nhìn thấu khuôn mặt của người sau mảnh trúc, vừa để giải thoát ta, vừa để tộc nhân của Huyền Âm tộc từ đó mà biển rộng trời xanh. Người sau mảnh trúc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Huyền Âm tộc vốn là do ta sáng tạo, vì ta mà sinh, nếu không có ta, bọn họ có thể sống tiếp sao? Quả thực là chuyện cười, một đám vong ân phụ nghĩa, cũng là lúc cho bọn chúng một bài học. Trong con ngươi xinh đẹp của Y Tiểu Âm hiện lên vẻ tức giận, cái mà ngươi gọi là giáo huấn, chính là muốn vứt bỏ bọn họ, để bọn họ chìm vào đáy biển cùng đảo Sương Nguyệt đó ư. Ha ha, người sau mảnh trúc kia cười khẽ vài tiếng, ta sắp đi tiểu tiên giới, nơi đó có thiên địa rộng lớn hơn, cũng có người có tư chất tốt hơn. Chỉ cần ta còn sống, Huyền Âm tộc có thể vĩnh viễn trường tồn, còn đám người trên đảo hiện nay đã không còn là tộc nhân của Huyền Âm tộc. Dùng xong là vứt. Đúng là rất phù hợp với tác phong của ngươi. Y Tiểu Âm lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi thật không có tí xíu tình cảm con người trong đó sao? Người sau mảnh trúc cười nói, muốn truy cầu đại đạo vô thượng, hiển nhiên phải vứt bỏ thất tình lục dục. Mục tiêu của ta là thành tiên, thì sao có thể dính dáng đến cảm xúc của một con người nhỏ bé? E là ngươi hiểu sai rồi. Y Tiểu Âm không khách khí liền phản bác, ta xưa giờ đều nghe nói tiên Phật nhân từ, thương xót thương sinh. Còn về quan điểm vứt bỏ thất tình lục dục, chỉ có tu sĩ thấp kém mới tán đồng điều đó, tu tiên giả chân chính há có thể đình trệ tu vi chỉ vì cái gọi là ràng buộc tình cảm. Nói hay lắm, người sau mảnh trúc kia không khỏi vỗ tay, cười nói, đáng tiếc, người nói nhiều như vậy, cũng không thay đổi được vận mệnh của mình. Y Tiểu Âm nói, có thể thay đổi hay không, không liên quan đến vận mệnh, mà là liên quan đến thực lực. Được, người sau mảnh trúc dường như rất hài lòng câu trả lời của Y Tiểu Âm, bỗng dưng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Y Tiểu Âm, vậy liền để ta xem thử thực lực của ngươi như thế nào. Y Tiểu Âm sợ hãi cả kinh, tốc độ của đối phương thực sự là siêu việt lẽ thường, vừa nãy nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Tuy nói trong lòng ngạc nhiên không thôi, nhưng mà trên mặt Y Tiểu Âm cũng có biểu hiện khác thường nào, trở tay liền nhắm thẳng đến yết hầu của đối phương. Chỉ là đòn đánh này chỉ trúng không khí. Y Tiểu Âm quay đầu nhìn lại, quả nhiên đã không có bóng dáng của người đó. Thậm chí bên trong nhà trúc trừ nàng và Ứng Hiểu Nguyệt ra, đã không có khí tức của người thứ ba. Chương 2480, kiếm việc làm cho Hạ Thiên. Âm Hậu thật sự lợi hại đến trình độ này rồi sao? Lông mày của Y Tiểu Âm cau lại, trước đó Ứng Hiểu Nguyệt nhiều lần đề cập đến thực lực của Âm Hậu đã đạt đến độ kiếp kỳ, nàng cũng không để ý cho lắm. Bởi vì nàng biết rõ trường hợp đó khó có thể xảy ra. Tại vì thể chất của Âm Hậu ở trong giới tu tiên có thiếu hụt, trường sinh bí pháp của nàng nói trắng ra chính là mượn xác hoàn hồn, chẳng khác gì đoạt xá, cho nên sẽ có những mầm họa không cách nào khắc phục được. Loại mầm họa này, bình thường sẽ không mang đến hậu quả gì, nhưng mà một khi tu vi đến cảnh giới nhất định, lại là một cản trở chí mạng. Trước đây, nàng đương nhiên không biết những chuyện này. Là sau khi Hạ Thiên biến nàng thành tu tiên giả, nàng mới chậm rãi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện trong đó, cũng loại bỏ được sự mê tín và sợ hãi đối với Âm Hậu. Chỉ có điều, Âm Hậu vừa nãy lại làm cho nàng có một loại cảm giác dị thường và xa lạ, mang máng có chút trái với tất cả suy đoán của nàng trước đó. Làm sao vậy, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Giọng nói của Âm Hậu truyền vào tai Y Tiểu Âm từ bốn phương tám hướng. Mang theo sự âm u và lạnh lẽo như thể có thể đâm thấu xương tủy của người ta. Y Tiểu Âm không hề bị lay động, phép khích tướng đối với nàng là vô hiệu, đương nhiên ngoại trừ đồ lưu manh Hạ Thiên gia. Xem ra ngươi không theo kịp tốc độ của ta, vậy ta sẽ chậm lại một chút. Tiếng cười của Âm Hậu lúc xa lúc gần, nhưng thân ảnh vẫn xuất hiện trong tầm mắt của Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm cũng không khách khí, lập tức đuổi tới. Hai bóng người ở trong nhà trúc chật hẹp. Lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt kịp, di chuyển và na di, thỉnh thoảng va chạm vào nhau. Tiếng gió rít, kéo dài không dứt. Kinh khí từ quyền trưởng giao phong, làm cho nhà trúc chật hẹp này lung lay sắp đổ. Ngươi không phải là Âm Hậu. Một lát sau,
Y Tiểu Âm bỗng dưng hiện thân hình, yên lặng nhìn bóng người đối diện, chắc chắn không phải. Người đối diện cười ha ha, làm sao ngươi biết? Một người có thể thay đổi ngoại hình, thay đổi âm thanh. Nhưng mà kiến thức đã biết, rất khó để thay đổi. Lông mày của Y Tiểu Âm cau lại, tiếp tục phân tích, nói âm hậu, ta đã gặp, cũng từng tiếp xúc qua, và còn điều tra rất kỹ. Công pháp tu hành của nàng, là đi theo con đường âm tuyệt, làm việc vô cùng độc ác. Mặc dù dù âm khí của ngươi hơn nàng gấp trăm lần, nhưng mà chưa đủ dứt khoát, cũng chưa đủ độc ác, mà trái lại còn có loại khí chất của danh môn, đây cũng không phải là thứ mà âm hậu có thể có. Nếu ta không phải là âm hậu, thế thì ta là ai? Người nọ cười, hỏi ngược lại. Y Tiểu Âm cũng không nghĩ ra được, đối phương rốt cuộc là ai, và tại sao lại giả mạo âm hậu, làm ra nhiều chuyện đến như vậy trên đảo Sương Nguyệt, là có ý gì? Người nọ lại hỏi tiếp, người chưa nghĩ ra sao? Người rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Y Tiểu Âm không muốn đánh nhau một cách vô nghĩa, nếu đối phương đã không phải là âm hậu, thế nàng cũng không cần thiết phải đánh nhau tới chết với nàng. Chán thật đấy, vốn còn muốn chơi thêm xíu. Người nọ bỗng dưng biến đổi thân hình, dần dần lộ ra diện mạo thật, một khuôn mặt tuyệt mỹ không thua kém gì Y Tiểu Âm, vóc người hoàn mỹ nuột nà, đặc biệt là đôi chân dài và đẹp đến nỗi khiến cho nữ nhân nhìn cũng không khỏi động tâm. Y Tiểu Âm nhìn diện mạo của người kia, lông mày còn nhíu chặt hơn. Ta tên Dạ Ngọc Mị, người kia hạ xuống đối diện Y Tiểu Âm, nhẹ nhàng cười nói, cái tên khốn kia hẳn là đã đề cập tên của ta với ngươi. Y Tiểu Âm hỏi, tại sao ngươi lại ở đây, âm hậu đâu? Âm hậu, loại phế vật kia, ta tiện tay là giết chết. Dạ Ngọc Mị mặt đầy vẻ lười biếng, khoát tay áo một cái, nói ta ở đây, đương nhiên là có chuyện quan trọng muốn làm, hơn nữa còn cần các ngươi phối hợp. Bọn ta, Y Tiểu Âm hỏi. Đúng vậy, Dạ Ngọc Mị gật gù, trước đó có một tiểu cô nương tên là A Cửu, cũng là vợ của Hạ Thiên, ta đã bảo nàng đi tiểu tiên giới trước để bố trí. Y Tiểu Âm nhàn nhạt hỏi, bố trí cái gì? Đương nhiên là giao bài tập cho tên khốn đó. Dạ Ngọc Mị khẽ thở dài, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sở dĩ bọn ta mang đảo thần tiên đi Tiên Vân Đại Lục, ngươi hẳn là đã biết. Chính là dự cảm được tương lai sẽ gặp phải liên minh tu tiên, cho nên dùng phương pháp này để ép phu quân đi tu luyện châm thứ 8 của nghịch thiên bát châm. Đáng tiếc tính khí của phu quân như nào, ngươi cũng biết rõ rồi đấy. Khoảng thời gian gần đây, ta với Vũ Cơ đã điều tra khắp trái đất, phát hiện một ít manh mối về nghịch thiên bát châm, còn ẩn giấu một bí mật lớn, có thể sẽ giúp ích nhiều cho phu quân. Y Tiểu Âm im miệng không nói gì, lẳng lặng nghe. Nếu như trực tiếp đem những đầu mối này trực tiếp cho phu quân, hắn chắc chắn sẽ không quý trọng, thậm chí sẽ ỷ lại vào chúng ta. Dạ Ngọc Mị quan sát khuôn mặt của Y Tiểu Âm, nói tiếp, cho nên ta mới hao tổn tâm cơ để bày ra cái ván cờ này, ban đầu tính nói cho ngươi biết. Nhưng mà sợ ngươi vô tình để lộ sơ hở, nên mới không nói cho ngươi. Ván cờ này đã sắp hoàn thành, tiếp theo cần ngươi phối hợp. Cần ta làm những gì? Y Tiểu Âm khẽ thở dài một hơi, không có từ chối. Dạ Ngọc Mị nói, cái tên, âm hậu, này dùng rất ổn, sau này, ta vẫn sẽ giả làm âm hậu, sau đó dụ phu quân tới tiểu tiên giới từng chút một. Tuy nhiên, bên tiểu tiên giới còn chưa bố trí xong, nên ta cần ngươi ở đây ngăn cản hắn. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ thông báo tiếp cho ngươi, đến lúc đó ngươi và hắn đến tiểu tiên giới là được. Y Tiểu Âm trầm mặc một hồi lâu, chỉ nói một câu, chúng ta lừa hắn như thế không tốt cho lắm. Không có gì mà không tốt cả. Dạ Ngọc Mị không có chút gánh nặng trong lòng, trực tiếp nói, tên khốn đó, tuyệt đối không thể quá dung túng cho hắn. Chương 2481, âm hậu đâu? Dạ Ngọc Mị lại nghiêm túc căn dặn Y Tiểu Âm một số việc. Phu quân rất thông minh, ngươi đừng lộ chân tướng. Coi như lộ chân tướng, có chết cũng không được thừa nhận, chỉ cần hắn làm theo kế hoạch của chúng ta, hắn mới có thể thành thật đi nghiên cứu nghịch thiên bát châm. Y Tiểu Âm gật đầu, lúc này cũng không có giả mồm, 12 năm trước mấy vị tu tiên giả gây hỗn loạn trên trái đất, nàng đương nhiên biết chuyện đó, và tác hại mà nó tạo ra là vô cùng lớn. Nàng không thể gửi gắm hy vọng vào liên minh tu tiên và coi nó là một tổ chức đàng hoàng. Muốn sống, điều quan trọng nhất vẫn là khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như Hạ Thiên học được nghịch thiên bát châm, thế thì có thể bất cứ lúc nào thăng người khác đến độ kiếp kỳ, đến lúc đó dù cho phải khai chiến với liên minh tu tiên, trái đất cũng không phải là không có thực lực để đánh một trận. Người này còn có chút tác dụng, giữ lại mạng của nàng trước.
Dạ Ngọc Mị chỉ ứng Hiểu Nguyệt đang bị nàng cố định, nói với Y Tiểu Âm, đương nhiên, trường sinh bí pháp mà ta đáp ứng cho nàng, chỗ ta có sách ghi chép, người lấy về nghiên cứu, đến lúc đó cho nàng một chút chỗ tốt là được. Y Tiểu Âm thấy một quyển sách cổ bỗng dưng rơi xuống lòng bàn tay của nàng, tiện tay lật, liền phát hiện trên cuốn sách này đều ghi chép lĩnh hội tâm đắc trong quá trình tu tiên. Được rồi, ta không thể ở lại đây lâu, tên khốn đó chắc là sắp đến rồi. Dạ Ngọc Mị khoát tay áo một cái, cũng không nói thêm gì, trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Chờ đã, Y Tiểu Âm kỳ thực còn có rất nhiều thứ muốn hỏi cho rõ, tỷ như Âm Hậu chết rồi, thế thì huyết mạch cấm chế của Huyền Âm tộc giải quyết như thế nào, hay tỷ như đảo Sương Nguyệt sắp chìm, 2-3 ngàn dân trên đảo nên thu xếp ra sao? Có điều, suy đi nghĩ lại, những vấn đề này cũng có thể thương lượng với Hạ Thiên để giải quyết, quả thật không cần phiền tới Dạ Ngọc Mị. Không lâu sau, một bóng người bay tới, vừa tới liền đưa tay ôm lấy eo của Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm không cần nhìn cũng biết, người đến nhất định là Hạ Thiên. Vợ Y, tại sao chỉ có một mình nàng ở đây vậy? Hạ Thiên có chút kỳ quái đánh giá nhà Trúc, mở miệng hỏi. Chẳng lẽ nàng ta không phải người à? Y Tiểu Âm dùng nháy mắt ra hiệu ứng Hiểu Nguyệt đang bị cố định. Hạ Thiên bĩu môi, vợ Y, nàng biết người mà ta nói không phải là nàng ta mà. Âm Hậu gì đó đâu rồi? Đã đi rồi, Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói. Đi rồi, Hạ Thiên có chút khó hiểu nhìn Y Tiểu Âm, vợ Y, sao nàng lại để Âm Hậu rời đi vậy? Loại đồ đần đó hẳn là phải giết sớm chút, để tránh sau này lại xuất hiện kiếm chuyện với chúng ta. Y Tiểu Âm cũng trả lời rất thẳng thắn, không đánh lại. Vợ Y, vậy nàng có thể câu thêm một chút thời gian, chờ ta tới đây mà. Vẻ mặt của Hạ Thiên nghiêm túc nói, có ta ở đây. Chắc chắn có thể đánh lại. Ngươi đến cũng chưa chắc đánh thắng nàng. Y Tiểu Âm thuận miệng giải thích, một là vì tu vi của nàng quả thật đã đến độ kiếp kỳ, ngươi đến cũng chỉ nộp mạng cho nàng mà thôi. Hai là A Cửu ở trong tay nàng, chúng ta không thể làm căng, bằng không A Cửu sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Thiên nghe xong lời này, không khỏi sững sờ, sao Cửu Nha đầu lại rơi vào tay nàng. Tiếp theo lại tự nhủ, cũng đúng, từ lúc tách khỏi đến giờ, ta chưa từng thấy Cửu Nha đầu đâu. Nhưng sao ta cứ thấy có gì đó sai sai? Hạ Thiên cau mày, nếu tu vi Âm Hậu đã cao như vậy, lại có A Cửu trong tay, thế sao không chờ ta tới đây bàn điều kiện, vậy mà lại rời đi, mục đích mà Âm Hậu làm như vậy là gì? Mục đích đương nhiên là dụ ngươi vào trong cái bẫy mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Y Tiểu Âm đáp lại. Hạ Thiên bĩu môi, chẳng lẽ chỗ này còn chưa phải cái bẫy sao? Khả năng chỉ là bước dạo đầu, sắc mặt của Y Tiểu Âm vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Tận lực không để bản thân biến sắc, nàng nói nếu như muốn cứu A Cửu, vậy thì đi tiểu tiên giới tìm nàng. Tiểu tiên giới, Hạ Thiên nhíu mày, gần đây cũng thi thoảng nghe người ta nhắc tới, mới vừa rồi còn đánh hai đồ đần đến từ tiểu tiên giới. Thật ra Y Tiểu Âm mới biết đến sự tồn tại của tiểu tiên giới gần đây mà thôi, nếu như không phải ở cùng với Hạ Thiên, và từng trải qua rất nhiều chuyện siêu việt, thì chắc là nàng sẽ không tin có sự tồn tại của tiểu tiên giới. Mà chỉ cho rằng đó là suy nghĩ của tụi tâm thần mà thôi. Vợ Y, tiểu tiên giới ở đâu thế? Hạ Thiên không chần chờ chút nào nói, bây giờ chúng ta qua đó, cứu Cửu Nha đầu trở về thôi. Y Tiểu Âm lắc đầu, ta không biết tiểu tiên giới ở đâu. Đây cũng không phải là nói dối, vừa nãy Dạ Ngọc Mị đúng là chưa hề nói vị trí của tiểu tiên giới cho nàng biết, có lẽ là vì để diễn kịch càng chân thực hơn, cũng có lẽ là muốn nhân cơ hội đó để kéo dài thêm một chút thời gian. Chẳng sao cả, Hạ Thiên không để bụng chút nào, thuận miệng nói, lát nữa, tìm hai đồ đần đến từ tiểu tiên giới kia hỏi thử là biết. Chỉ sợ hai tên đó sẽ không mở miệng, Y Tiểu Âm suy nghĩ đến tác phong làm việc kín đáo của Dạ Ngọc Mị, chắc chắn sẽ không để lại chút tiện nghi nào cho Hạ Thiên. Hạ Thiên hiểu ngầm trong lòng, vẫn là bộ dáng lười biếng, cười nói, chắc sẽ có người biết thôi, vợ Y, nàng không cần phải gấp. Lúc này... Y Tiểu Âm bỗng nhiên nhìn ứng Hiểu Nguyệt một cái, cảm thấy nàng hẳn là manh mối mà Dạ Ngọc Mị để lại, thuận miệng nói, nàng đã trúng châm của Âm Hậu. Vợ Y, nàng cảm thấy nàng ta sẽ biết ư. Hạ Thiên nhìn theo ánh mắt của Y Tiểu Âm hướng về phía ứng Hiểu Nguyệt, Âm Hậu đúng thật là đủ nham hiểm, vậy mà dùng châm pháp ác độc như thế. Bây giờ mỗi một giây nàng sẽ cảm nhận thống khổ, gấp mấy trăm, mấy ngàn lần so với người khác, đây chính là một giây bằng một năm mà người ta thường nói. Chương 2482, ta không có hứng thú. Lúc này,
Ứng Hiểu Nguyệt đứng yên không nhúc nhích được, không nghe thấy, không nhìn thấy, không ngửi thấy. Chỉ cảm thấy khắp toàn thân như thể có mấy trăm triệu con kiến đang không ngừng gặm nuốt lục phủ ngũ tạng của nàng. Hắn không hiểu tại sao Âm Hậu phải đối xử với nàng như thế, mặc dù là muốn lật lọng, nhưng cứ giết quách nàng là được, tại sao phải làm khó dễ nàng. Y Tiểu Âm hồi đáp, đây chẳng phải là chuyện mà ngươi hay làm với người ta đó sao? Không phải, Hạ Thiên trịnh trọng giải thích, ta chỉ làm thế với bọn đần trêu chọc ta, người này chẳng phải là người của Âm Hậu sao? Sao lại còn trúng châm pháp của Âm Hậu? Ai biết được, đôi mi thanh tú của Y Tiểu Âm nhăn lại, thuận miệng nói, nếu Âm Hậu đã để nàng lại cho chúng ta, hiển nhiên là có chút tác dụng, trước hết ngươi giúp nàng đi. Hạ Thiên có chút không tình nguyện, nhưng nếu Y Tiểu Âm đã nói vậy, hắn vẫn phải lấy ngân châm trên người Ứng Hiểu Nguyệt xuống, được rồi. Ứng Hiểu Nguyệt lập tức khôi phục lại sự minh mẫn, con mắt nhìn chung quanh, hỏi Y Tiểu Âm, Âm Hậu đâu? Đi rồi. Y Tiểu Âm nhàn nhạt trả lời, người muốn đi tìm nàng sao? Mà thôi, đây là bài học mà ta nên nhận. Ứng Hiểu Nguyệt tự biết bản thân không phải là đối thủ của Âm Hậu, dù biết Âm Hậu ở đâu, tìm tới cửa cũng chỉ là tự tìm đường chết, bèn hỏi tiếp, là ngươi đã cứu ta. Tay của Y Tiểu Âm chỉ Hạ Thiên, hắn cứu ngươi, ta cũng không có bản lãnh này. Là vợ y bảo ta cứu ngươi, nếu không thì ngươi đã chết ở đây rồi, ta cũng chẳng muốn nhìn ngươi tí nào. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút khó chịu lườm Ứng Hiểu Nguyệt. Ứng Hiểu Nguyệt tâm niệm khẽ động, sau đó quỳ xuống trước Y Tiểu Âm và Hạ Thiên, Y Tiểu Âm, Hạ Thiên, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Lúc trước, ta tính kế các ngươi bằng mọi cách, đã từng phản bội hết lần này đến lần khác, khi đó ta bị Trường Sinh Bí Pháp làm mờ mắt, cũng tin lầm con ả khốn nạn Âm Hậu đó. Bây giờ, ta xin lỗi các ngươi, ta cũng không đòi hỏi các ngươi sẽ tha thứ cho ta. Chỉ hy vọng các ngươi có thể tha cho ta một mạng, để ta có thể có cơ hội chuộc tội. Nói chi cho nhiều, cứ nói toẹt ra là không muốn chết cho rồi. Hạ Thiên bĩu môi, nhìn về phía Y Tiểu Âm, nói, vợ y, nàng nói xem ta nên xử lý nàng ta như thế nào đây. Sắc mặt của Ứng Hiểu Nguyệt nhìn Y Tiểu Âm một cách sốt sắng, há mồm muốn nói gì đó, chỉ là lời còn chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt trở về. Nàng tự biết đắc tội Y Tiểu Âm quá nhiều, đối phương hoàn toàn không có lý do để tha cho nàng. Tha cho nàng một mạng đi, Y Tiểu Âm cân nhắc một hồi, lạnh nhạt nói, giết cũng không có ích gì, nói thế nào cũng đã từng là đồng môn, cũng từng lớn lên cùng nhau. Lúc này, Ứng Hiểu Nguyệt hoàn toàn bái phục, nói ta nguyện phụng hai vị làm chủ, đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa. Được rồi, không có hứng thú. Hạ Thiên trực tiếp ngắt lời Ứng Hiểu Nguyệt, ngươi làm cái gì? Ta cũng không có hứng thú. Có điều, vợ y không muốn giết ngươi, nhưng không có nghĩa là nàng không ghét ngươi, sau này tốt nhất là ngươi đừng xuất hiện trước mắt nàng, cút đi. Ứng Hiểu Nguyệt còn muốn nói gì thêm, bỗng dưng cái cổ căng lên, tiếp đó cả người bay ra khỏi nhà trúc, lần nữa rơi vào trong hồ. Vợ y, ở đây chắc là hết chuyện rồi, chỉ bằng chúng ta tìm một nơi nào đó chơi đùa với nhau một xíu đi. Hạ Thiên ôm cái eo thon và đàn hồi của Y Tiểu Âm. Cười hì hì nói. Ta không rảnh ở đây chơi với ngươi. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên một cái, ta phải đi về điều tra tiểu tiên giới, nghĩ cách cứu viện A Cửu. Đảo Sương Nguyệt sắp chìm rồi, ta còn phải nghĩ cách chuyển những người trên đảo đến nơi an toàn, còn có. Vợ y, nàng không cần tự làm khổ mình như vậy đâu. Vẻ mặt của Hạ Thiên phản đối, tiểu tiên giới gì đó, ta để bé ngoan và thanh thanh đồ đệ đi thăm dò. Chỉ cần biết tiểu tiên giới ở đâu. Chúng ta liền lập tức tới đó cứu cửu nha đầu. Còn những người trên đảo, có thể chuyển toàn bộ đến thành phố Giang Hải. E là không được, Y Tiểu Âm suy tính mấy giây, sau đó lắc đầu, cư dân trên đảo nhiều năm chịu đựng linh khí tẩy rửa, thể chất không giống người bình thường, nếu như di cư đến thành phố Giang Hải, rất dễ xảy ra rắc rối, hơn nữa cũng sẽ sản sinh rất nhiều phiền toái khó lường trước được. Vợ y, nàng nghĩ nhiều quá rồi. Hạ Thiên cười hì hì nói, hiện tại ta là tộc trưởng của bọn họ, đối với mỗi một người bọn họ đều rõ như lòng bàn tay, chỉ cần ta không cho phép bọn họ sằng bậy, bọn họ sẽ không khác gì người bình thường. Ánh mắt của Y Tiểu Âm phức tạp nhìn Hạ Thiên một cái, chính là do ta cảm thấy ngươi không đáng tin, nên mới không thu xếp bọn họ đến thành phố Giang Hải. Không phải còn có tiểu tiên giới gì đó sao? Hạ Thiên rất nhanh liền có sáng kiến, trước hết chuyển bọn họ đến nơi an toàn. Chờ chúng ta tìm được tiểu tiên giới, biến nơi đó thành địa bàn của chúng ta, rồi lại rời toàn bộ tộc nhân Huyền Âm tộc tới đó là xong.
sáng kiến này cũng được đấy. Y Tiểu Âm gật đầu, về phần làm thế nào để rời 2-3 ngàn tộc nhân huyền âm tộc ra ngoài, thì lúc đó có thể lợi dụng sức mạnh của Ứng Hiểu Nguyệt. Ngay lúc Hạ Thiên và Y Tiểu Âm đang thu dọn tàn cuộc ở đảo Sương Nguyệt, một âm mưu kinh thiên nhằm tiêu diệt Hạ Thiên cùng với tất cả thế lực ở thành phố Giang Hải đang lặng lẽ được triển khai. Chương 2483. Có tin ta ném người từ đây xuống không? Thành phố Giang Hải, tập đoàn Thần Y. Tô Bối Bối bận rộn cả ngày, cả người khá mệt mỏi dựa vào ghế salon để nghỉ ngơi, trợ lý tiểu muội vẫn đang liên tục báo cáo lộ trình tiếp theo cho nàng, khiến nàng hết sức đau đầu. Hoãn lại hết cho ta, bây giờ ta không muốn gặp ai cả. Cơ thể của Tô Bối Bối hơi nghiêng người, nhẹ nhàng nhấc chân đẹp thon dài và thẳng tắp lên ghế salon. Cực kỳ lười biếng nói, một canh giờ sau đừng đến làm phiền ta. Trợ lý tiểu muội gật đầu đáp ứng, lập tức lặng lẽ lui ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Hạ Thiên chết bầm, không biết chạy đi đâu, quăng hết mọi việc cho một mình ta, thực sự là đáng ghét. Tô Bối Bối thiện tay chộp lấy một cái gối ôm, sau đó tay đấm chân đá, hồn nhiên và không có chút phong thái tiểu thư khuê các hay lãnh diễm như tổng giám đốc tí nào. Từ khi các bà vợ của Hạ Thiên và đảo thần tiên cùng biến mất, toàn bộ tập đoàn Thần Y liền đặt trọng trách lên một mình nàng. Ban đầu, nàng cũng không cảm thấy gì, vẫn tận tụy làm Tô Tổng Tài. Ai mà ngờ, tên Hạ Thiên lưu manh kia lại xuất hiện ở bên cạnh nàng, còn dính chặt lấy nàng không buông, làm loạn trái tim của nàng. Ghê tởm hơn chính là, đồ lưu manh đó lại có thêm mấy nữ nhân mới, thí dụ như Lam Y Nhân, Ninh Nhụy Nhụy, lại có thêm đủ loại nữ nhân trước đó như Y Tiểu Âm, A Cửu, Triệu Thanh Thanh. Nàng đường đường là đệ nhất mỹ nữ tân tấn của Giang Hải, vậy mà lại là người dự bị, nàng quả thực là tức muốn chết. Có điều, số lượng nữ nhân của Hạ Thiên bắt đầu tăng lên, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có lợi, chỉ ít nàng có thể tạm thời giao tập đoàn Thần Y cho người khác, rồi đi du lịch một phen. Kết quả thì, Hạ Thiên trở về là một mớ hỗn loạn, Lam Y Nhân và Ninh Nhụy Nhụy trở về thành phố Quế, Y Tiểu Âm và A Cửu thì không thấy bóng dáng. Toàn bộ tập đoàn Thần Y lại đặt lên vai nàng, thực sự là đời trước thiếu nợ đồ lưu manh đó, rõ ràng là công ty của hắn, bản thân mình lại không để bụng, rồi lại còn để một người không liên quan như nàng phải mệt nhọc. Người muốn biết Hạ Thiên đi đâu không? Lúc này, trong phòng làm việc bỗng nhiên vang lên một giọng nữ xa lạ, kỳ thực ta có thể nói cho ngươi. Ai thế? Tô Bối Bối nghe thấy âm thanh, bỗng chốc đề cao cảnh giác, đôi mắt đẹp ngưng trọng, nhìn chằm chằm người đến. Nữ nhân xa lạ kia đứng yên trong góc khuất, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng chí ít biết tuổi tác cũng không lớn, hơn nữa vóc người cũng không tệ, thuộc về loại người mặc quần áo gì cũng sẽ khiến người ta suy nghĩ lung tung, chỉ là không biết tại sao, trên hai lỗ tai nhỏ nhắn và tinh xảo, lại đeo đôi bông tai to bằng vòng cổ. Tô Tổng Tài, không cần căng thẳng, ta không có ác ý gì cả. Nữ nhân đeo bông tai cười nói với Tô Bối Bối, ta tới đây chỉ là muốn nói cho ngươi mấy cái tin tức. Thuận tiện xem thử có thể nói chuyện hợp tác hay không. Nói chuyện hợp tác thì dễ bàn, cứ việc hẹn trước. Tô Bối Bối cũng không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa mới ra đời, cũng không phải là sinh viên đại học không dành thế sự, lén lén lút lút như vậy, e là chuyện mà các ngươi muốn nói cũng không phải là hợp tác đứng đắn gì. Nữ nhân đeo bông tai thở dài, hơi bất đắc dĩ nói, ai mà không biết Tô Tổng của tập đoàn Thần Y là một người bận rộn, muốn ở trước mặt ngươi nói chuyện hợp tác. Chỉ sợ phải đặt lịch hẹn đến tháng sau, nhưng đáng tiếc bọn ta không có nhiều thời gian như vậy. Các ngươi, Tô Bối Bối khẽ cười một tiếng, xem ra là tập thể gây án. Cái gì mà gây án, nói khó nghe thật. Sắc mặt của nữ nhân đeo bông tai khẽ biến, tiếp đó lại bình thường trở lại, trực tiếp không để ý đến hai chữ tập thể, cười nói ta thành tâm thành ý đến đây nói chuyện hợp tác, hơn nữa còn là hợp tác mà đôi bên cùng có lợi. Tô Bối Bối biết rõ người này nhất định là lai giả bất thiện, nhưng kẻ không mời mà tới, dù thế nào cũng phải nghe thử xem đối phương muốn làm gì, hợp tác gì, nói nghe thử xem. Nữ nhân đeo bông tai chậm rãi đi tới bên cạnh Tô Bối Bối, cười nói, Tô Tổng, người cũng không cần gượng cười. Tất cả mọi người đều biết tập đoàn Thần Y là sản nghiệp của Hạ Thiên, đương nhiên, cũng có thể là của những cô vợ kia của hắn. Còn ngươi, không phải là vợ của hắn, nhưng lại đang liều sống liều chết vì hắn. Đến cả bọn ta còn cảm thấy bất công cho ngươi. Tô Bối Bối hai tay chắp ở trước ngực, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một vệt hàn ý, lầm bầm cường điệu nói, đúng, ta quả thật không phải vợ của Hạ Thiên. Nữ nhân đeo bông tai tựa hồ cảm thấy mình đã nói trúng tim đen của Tô Bối Bối, bèn nói tiếp, cho nên,
Hạ Thiên đã không còn quan tâm đến tập đoàn này rồi, các cô vợ của hắn cũng đều buông tay mặc kệ, người cần gì phải khổ cực làm thay cho người khác. Thế ý của ngươi là sao? Tô Bối Bối lạnh nhạt nói. Đương nhiên là lấy lại chỗ tốt thuộc về mình. Nữ nhân đeo bông tai đầu độc, nói, bây giờ tập đoàn Thần Y chính là quái vật khổng lồ, dưới nó còn có vô số xí nghiệp có giá trị không thể lường trước được. Nên là, Tô Tổng, bọn Hạ Thiên đã không biết quý trọng, thì tại sao ngươi lại không tính toán cho riêng mình? Tô Bối Bối không khỏi cười lạnh một tiếng, ý của ngươi là bảo ta biển thủ. Không không không, sao có thể nói là biển thủ được? Nữ nhân đeo bông tai lắc đầu, nói, ngươi quá ngu. Đây rõ ràng là những thứ mà ngươi nên được nhận. Nghe cũng được đấy, vậy các ngươi có thể nhận được chỗ tốt gì? Tô Bối Bối lạnh nhạt nói, ngươi đừng nói ta là đêm hôm khuya khoắt ngươi tới đây là để đàm luận chuyện này với ta nha. Cái gọi là hợp tác, đến bây giờ ngươi còn chưa nhắc tới nữa đó. Nữ nhân đeo bông tai ngồi ở bên cạnh Tô Bối Bối, cười nói, đừng nóng vội như thế chứ, đêm còn dài, chúng ta còn nhiều thời gian để từ từ tán gẫu. Đêm rất dài, nhưng ta thích ở một mình. Tô Bối Bối lạnh lùng chừng nữ nhân này một cái, không khách khí chút nào, nói, còn nữa nếu ngươi không nói chủ đề chính, ngươi có tin ta ném ngươi xuống từ đây không? Chương 2484, ngươi không xứng để cút. Chủ đề chính, ờ đúng, cái này tất nhiên phải nói rồi, cơ mà Tô Tổng ngươi sốt ruột quá. Nữ nhân đeo bông tai mất mặt, đành phải vào chủ đề chính, trên tay bọn ta có một phương thuốc, có thể chữa được bách bệnh. Cần mượn đường dây của tập đoàn Thần Y các ngươi, hoặc nói là muốn mua lại đường dây của tập đoàn Thần Y các ngươi. Đây chính là chuyện làm ăn siêu lợi nhuận, chỉ cần ngươi gật đầu, ngàn tỷ tiền tài đều kiếm dễ như trở bàn tay. Tô Bối Bối không ngờ rằng nữ nhân này náo loạn cả buổi lại có ý đồ này, tức giận nói, ngươi bị thiểu năng à. Tô Tổng, ngươi có ý gì? Nữ nhân đeo bông tai cũng không nghĩ rằng Tô Bối Bối lại nói như vậy, không khỏi tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc. Linh được chữa khỏi bách bệnh, Tô Bối Bối khịt mũi coi thường lời này, người nghĩ ta ngu hay gì, cái trò lừa gạt này, người thật sự dám nói ở trước mặt ta, đúng là ngu kinh khủng. Nữ nhân đeo bông tai cười khẽ hai tiếng, Tô Tổng, người chính là bằng hữu của Hạ Thiên, hẳn phải biết chuyện chữa khỏi bách bệnh cũng không phải là không tồn tại, chẳng phải Hạ Thiên cũng làm được đấy sao, mà người sau lưng ta, y thuật còn cao hơn Hạ Thiên gấp trăm lần. Được rồi, người có thể cút. Tô Bối Bối triệt để hết hứng, mặc dù nàng khó chịu Hạ Thiên, nhưng nàng cũng biết y thuật của Hạ Thiên quả thật được xem là đệ nhất thiên hạ, chỉ ít cho đến bây giờ, tất cả những người tự xưng là mạnh hơn Hạ Thiên, 100% đều là tên lừa đảo. Bởi vì nàng biết rất rõ, Hạ Thiên không phải là phàm nhân, mà là tu tiên giả. Tô Tổng, người không tin lời ta ư? Nữ nhân đeo bông tai có chút ngoài ý muốn, hỏi. Tô Bối Bối bĩu môi. Nếu như người sau lưng ngươi thật sự lợi hại hơn Hạ Thiên gấp trăm lần, vậy thì không cần tìm tập đoàn Thần Y bọn ta để hợp tác, các ngươi hẳn là có thể thành lập xí nghiệp lớn mạnh hơn cả tập đoàn Thần Y, hà tất gì phải nhìn chằm chằm vào chút địa bàn làm ăn nhỏ bé của bọn ta. Chủ nhân ta không thích phiền phức, hắn cảm thấy tập đoàn Thần Y rất ổn. Nữ nhân đeo bông tai mỉm cười nhìn Tô Bối Bối, Tô Tổng, tốt nhất là ngươi cân nhắc thêm xíu đi, dù sao bây giờ chủ nhân ta vẫn chỉ là muốn kiếm nhiều tiền cùng ngươi. Nếu mà ngươi từ chối, nói không chừng hắn sẽ nổi giận, liền trực tiếp mua lại tập đoàn Thần Y. Vậy cơ à, vậy thì mời chủ nhân của ngươi mau ra tay. Trên khuôn mặt đẹp của Tô Bối Bối đầy vẻ khinh thường, dù sao cái ghế tổng giám đốc này ta cũng ngán ngẩm rồi, nếu các ngươi mua lại tập đoàn Thần Y, vừa hay ta có thể bắt đầu kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới của ta. Tô Bối Bối, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nữ nhân đeo bông tai thấy không dùng lời nói được, lập tức lộ ra sát khí nồng đậm, lòng bàn tay hiện lên một tia hàn quang, Hạ Thiên không có ở đây, nếu ta động thủ, nội trong 3 giây ngươi chắc chắn sẽ chết. Không đồng ý là muốn giết người rồi cơ à? Tô Bối Bối liếc mắt phi đao trong lòng bàn tay đối phương, cười lạnh nói, thật nghĩ rằng ta không phải là vợ của Hạ Thiên, thì chính là bình hoa di động à, vậy ta chỉ có thể nói với ngươi là ngươi chọc nhầm người rồi. Nữ nhân đeo bông tai cũng không nói gì thêm, bỗng dưng bước một bước dài đến trước mặt Tô Bối Bối. Đáng tiếc, chân của Tô Bối Bối còn dài hơn nàng, hơn nữa càng thêm sắc bén, chỉ nhấc lên liền nổi lên kình phong, thổi mạnh đến mức mặt của nàng đau đớn. Nữ nhân đeo bông tai đành phải tạm lui 2 bước, xoay người phóng một phi đao. Xèo! Hàn quang lóe lên, trực tiếp chui vào trong cổ họng Tô Bối Bối.
Hừ, nực cười, không biết tự lượng sức mình. Nữ nhân đeo bông tai cầm phi đao rơi xuống trước mặt Tô Bối Bối, không khỏi cười gằn, đang muốn tiến lên kiểm tra tử trạng của Tô Bối Bối, bỗng dưng một lưỡi đao lạnh lẽo kề lên cái cổ mềm của nàng. Đừng nhúc nhích, Tô Bối Bối chẳng biết từ lúc nào đã ra sau lưng nữ nhân đeo bông tai, trong tay còn cầm phi đao mà đối phương vừa phóng ra. Thân thể của nữ nhân đeo bông tai cứng đờ, thần tình trên mặt cũng hơi mất tự nhiên, tựa hồ không nghĩ rằng Tô Bối Bối vậy mà biết võ công, hơn nữa còn cao cường như thế. Mặc dù con người của ta không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng mà sạch sẽ thật. Tô Bối Bối dùng lưỡi đao nhẹ nhàng gọt lông tơ trên cổ nữ nhân đeo bông tai, với cả ta không thích phòng làm việc của mình bị dính máu, ta chỉ có một câu, mang nó về cho chủ nhân của ngươi, hay boss của ngươi cũng được. Nữ nhân đeo bông tai không dám gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi đao, chỉ lo sợ Tô Bối Bối sơ ý một chút liền khứa cổ nàng. Nếu như muốn đối phó Hạ Thiên, thì tự mà đi tìm tên lưu manh đó. Tô Bối Bối tức giận nói, nếu như muốn đối phó tập đoàn thần y, thế thì liền phóng ngựa lại đây. Nghe rõ chưa? Nghe rõ, nữ nhân đeo bông tai không dám phản kháng, đành phải tuân theo. Tô Bối Bối cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp ném phi đao, nằm lại ghế sofa, ngươi có thể cút. Nữ nhân đeo bông tai nhặt lên phi đao trên mặt đất, hận hận chừng Tô Bối Bối một cái, nói chuyện ngày hôm nay sẽ không chấm dứt như vậy đâu, không sớm thì muộn ta sẽ tìm ngươi để tính sổ. Dứt lời, xoay người muốn rời đi. Chờ đã, Tô Bối Bối bỗng nhiên gọi nàng lại. Nữ nhân đeo bông tai hiện ra nụ cười gằn, sao thế, đổi ý rồi hả? Vốn là muốn bảo ngươi cút, nhưng hiện tại xem ra ngươi không xứng để cút. Tô Bối Bối thò tay nắm lấy bả vai của nữ nhân đeo bông tai, sau đó nhấc cả người nàng lên, rồi ném ra ngoài cửa sổ. Nữ nhân đeo bông tai hét thảm một tiếng, sau đó liền biến mất không thấy đâu. Tô Bối Bối vỗ tay một cái, quả nhiên vẫn là phương thức xử lý của tên lưu manh đó mới có thể làm người ta hả giận nhất. Chương 2485, Ninh Nhụy Nhụy nóng nảy. Thành phố Quế. Ninh Nhụy Nhụy mời Lam Y Nhân tới Ninh gia làm khách, hai người ở trong sân, uống trà, cùng nói chuyện phiếm, vui vẻ hòa thuận, chí ít người bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng các nàng như là bạn tốt. Có điều, cùng ở thành phố Quế, nhưng quan hệ giữa Ninh gia và Lam gia, kỳ thực chỉ là tạm được. Trước đây người mà Lam Y Nhân thật sự coi là đối thủ chỉ có Y Tiểu Âm, nhưng Lam Y Nhân cũng không vì quan hệ thân thiết giữa Ninh Nhụy Nhụy và Y Tiểu Âm mà ít khi qua lại với Ninh Nhụy Nhụy. Bây giờ sự xa lạ này căn bản không hề tồn tại, Lam Y Nhân đã là vợ của Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy phỏng chừng cũng khó trốn khỏi ma chảo của Hạ Thiên, ràng buộc giữa các nàng đã sắp đạt đến mức độ cộng đồng chung vận mệnh, một chút khúc mắc đã sớm quên sạch sành sanh. Ngươi tra được tin tức gì rồi? Ninh Nhụy Nhụy ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn Lam Y Nhân đang ngồi đối diện, nhàn nhạt hỏi. Tư thế ngồi của Lam Y Nhân có chút thướt tha, thân thể hơi nghiêng người, một cặp đùi đẹp và thon dài vắt chéo lên nhau, ngước mắt nhìn sắc trời, cười nói, không có gì tin tức hữu dụng gì cả, chỉ biết 40 năm trước Viên gia ở thành phố Quế rất lợi hại, sau đó không biết tại sao lại biến mất. Gia gia ta cũng từng nói, 40 năm trước là ba gia tộc lớn khác của thành phố Quế liên hợp lại, cùng nhau lật đổ Viên gia. Ninh Nhụy Nhụy nói xong, bèn lắc đầu, nhưng cụ thể như thế nào? Hắn cũng không có nói rõ. Lam Y Nhân lạnh nhạt nói, ta cảm thấy không cần bỏ thời gian đi điều tra, dù sao gia tộc này đã biến mất hoàn toàn. E là chưa hẳn, Ninh Nhụy Nhụy không khỏi nghĩ tới những gì mà nàng và Hạ Thiên đã trải qua ở bí cảnh dưới đáy biển, trực giác nói cho nàng biết, sự việc vẫn chưa kết thúc, gia tộc đó giống như là con rết, chết cũng không hàng. Hơn nữa còn dính dáng đến tu tiên giả, không điều tra rõ ràng, chỉ sợ vẫn sẽ còn tai họa ngầm. Có tai họa ngầm, tìm chồng giải quyết là được. Lam Y Nhân nhấp một ngụm trà, sau đó cười ngọt ngọt. Ninh Nhụy Nhụy nhìn nụ cười này của Lam Y Nhân, trực tiếp nổi da gà, bây giờ cái cách mà ngươi nói chuyện rất tùy tiện, rồi còn cười ngọt đến nỗi phát ớn, ngươi biết không? Thì sao chứ, nếu mà bây giờ chồng xuất hiện, ta còn có thể cười ngọt và ớn hơn nữa. Lam Y Nhân không cảm thấy sai gì cả, cười nói. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, ta không biết đồ lưu manh đó có gì tốt, mà đáng để ngươi nhớ nhung đến thế, không phải lúc đầu ngươi rất coi thường hắn sao? Sông có lúc người có khúc, trước đây hắn chỉ là một nam nhân xa lạ, nhìn chẳng khác gì những số nam nhân hay ngấp nghé ta. Nhưng mà bây giờ thì khác, khóe miệng của Lam Y Nhân mỉm cười, đưa ngón tay phải ra,
phân về bàn chân mang tất, cho tới chân dài, eo thon, bộ ngực. Mãi đến khuôn mặt tuyệt mỹ của mình, mỗi một tấc của ta đều là của hắn, cũng đều có dấu vết của hắn. Được rồi, đừng có nói mấy thứ tục tĩu này. Ninh Nhụy Nhụy nhìn chuyển biến của Lam Y Nhân, thực sự có chút khó chịu, trong lòng bỗng chốc sinh ra chút hoài nghi, lẽ nào sau này ta cũng sẽ giống như vậy ư? Nghĩ thế, cả người Ninh Nhụy Nhụy không khỏi dùng mình một cái, nàng thề rằng mình tuyệt đối sẽ không để cho tên lưu manh đó được toại nguyện, coi như hắn được toại nguyện, tuyệt đối cũng sẽ không biến thành bộ dáng như Lam Y Nhân. Lam Y Nhân liếc Ninh Nhụy Nhụy một cái, đương nhiên đoán được nàng đang suy nghĩ gì, cười hì hì nói, ngươi đừng có vùng vẫy nữa, trái tim của ngươi đã bị chồng hái rồi. Đánh giám, Ninh Nhụy Nhụy không nhìn được nói tục, ta căn bản không có ý định đó với tên lưu manh, toàn là hắn dính lấy ta không buông. Lam Y Nhân hết sức quen thuộc tâm thái của Ninh Nhụy Nhụy, bởi vì nàng cũng từng giống như thế, nhưng hiện tại ăn một lần là đã nhớ đến già, trong đầu thỉnh thoảng sẽ nghĩ, tên oan gia đó đang ở đâu, tại sao còn chưa tới tìm nàng. Sự việc ở Viên gia, phỏng chừng không điều tra ra tin tức hữu ích gì. Lam Y Nhân lạnh nhạt nói, chúng ta về Giang Hải không? Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một hồi, có chút không tình nguyện nói, kỳ thực trở về Giang Hải cũng không có việc gì làm, lẽ nào để ta làm trợ thủ cho Tô Bối Bối sao? Ta không có hứng thú đối với công việc quản lý xí nghiệp, ta chỉ muốn thử thách các môn thể thao mạo hiểm, làm những thứ mà mình muốn làm. Hình như đâu có ai ngăn ngươi đâu. Lam Y Nhân hơi lười biếng nói, hơn nữa có chồng trợ giúp, ngươi hoàn toàn có thể làm càng trắng trợn và không kiêng dè hơn, thử thách nhiều giới hạn bất khả thi hơn. Ninh Nhụy Nhụy cũng vô cùng tán đồng lời này, như bí cảnh dưới đáy biển lần trước, nếu như không có Hạ Thiên, phỏng chừng lúc ở trên cano, nàng đã bị người ta giải quyết. Nếu mà tên lưu manh đó không sàm sỡ nàng, thì nàng đúng thật là cực kỳ thích đi ra ngoài chơi cùng Hạ Thiên. Quấy rầy hai vị, xin hỏi các ngươi là Ninh Nhụy Nhụy tiểu thư và Lam Y Nhân tiểu thư, phải không? Ngay lúc hai nữ nhân đang trầm tư, trong nhà bỗng nhiên có thêm một nam tử xa lạ vóc người cao to, người này mang đôi bông tai màu bạc to bằng vòng cổ, vẻ mặt tươi cười nói ta xin tự giới thiệu một chút, Bỉ Nhân. Cút ra ngoài, Ninh Nhụy Nhụy chẳng thèm để ý đến người này, trực tiếp quát mắng một tiếng. Trên mặt nam tử đeo bông tai lộ ra nụ cười hiền hậu, dùng giọng điệu cực kỳ từ tính, nói, Ninh tiểu thư, Lam tiểu thư, các ngươi không cần căng thẳng, ta cũng không có ác ý gì, chỉ là phụng mệnh đến đây với các ngươi. À, lời còn chưa nói hết, Ninh Nhụy Nhụy bỗng dưng khẽ động thân ảnh, chân dài như một cây roi ra, giày cao gót nặng nề đập vào mặt người này, trực tiếp đạp hắn bay ra khỏi sân nhỏ của Ninh gia. Chương 2486, ai biết hắn đang ở đâu? Tốt xấu gì cứ chờ hắn nói hết lời đã rồi hắn đá. Lam Y Nhân mỉm cười dịu dàng và nhìn Ninh Nhụy Nhụy, trước đây sao ta không biết tính khí của ngươi nóng nảy như thế nhỉ? Ninh Nhụy Nhụy bỗng chốc thu hồi chân dài, ngồi lại ghế ta dễ tính, đó là đối với fan và bằng hữu của ta, còn đối với loại khách không mời mà tới này, cho hắn một cước đã là khách khí lắm rồi. Lam Y Nhân hỏi, hắn vừa mới nói phụng mệnh đến đây, ngươi không muốn biết hắn phụng mệnh ai sao? Không muốn biết, cũng không có hứng thú. Không cần nghĩ cũng biết đó là mấy câu nhảm nhí không giúp ích được gì. Ninh Nhụy Nhụy lại có mấy phần phong thái của Hạ Thiên, dù sao nghe xong thì cũng phải đánh hắn, không bằng trực tiếp đánh rồi hắn nói. Hiện giờ ngươi có mùi vị rất giống chồng. Lam Y Nhân áp sát mặt, ngửi ngửi người Ninh Nhụy Nhụy, đừng bảo với ta là ngươi đã ngủ với chồng rồi đấy nha. Ninh Nhụy Nhụy nhảy ra hai bước, lườm Lam Y Nhân, đủ rồi, nếu mà ngươi cứ gợi tình như thế. Sau này ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa. Muốn gợi tình, ta cũng chỉ gợi tình với chồng thôi. Lam Y Nhân thu liễm mấy phần, gợi tình ấy, cười nói, chỉ là không biết chồng đang ở đâu, bao giờ mới trở về. Hắn vừa rời đi mấy ngày, bọn kiến hôi này lại nhô ra, còn là bọn xấu nữa chứ. Làm sao ngươi biết là nhắm vào Hạ Thiên? Ninh Nhụy Nhụy nhíu mày nhìn về phía Lam Y Nhân. Lam Y Nhân cười. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ là nhắm vào ngươi và ta, thế thì có ích lợi gì chứ? Đạo lý đơn giản như thế, gài bẫy Ninh Nhụy Nhụy và Lam Y Nhân, căn bản không chiếm được lợi ích gì. Hơn nữa, người xa lạ kia còn xuất hiện ở trước mặt các nàng, thế thì lý do hiển nhiên chỉ có một, là nhằm vào Hạ Thiên. Nói như vậy, bên Giang Hải phỏng chừng có phiền toái. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi nhíu mày. Chúng ta về sớm một chút thôi, Lam Y Nhân cũng nghiêm túc.
trong con ngươi xinh đẹp khôi phục lại sự kiên nghị và bình tĩnh mà chỉ nữ cường nhân mới có, cũng không biết Tô Bối Bối có thể chịu đựng được hay không, nếu mà làm mất hết sản nghiệp của chồng, ta sẽ không tha cho nàng. Chồng còn thích Tô Bối Bối nhiều hơn thích ngươi. Ninh Nhụy Nhụy mỉa mai một câu, ngươi không tha nàng, có thể làm gì nàng chứ? Lam Y Nhân khẽ cười một tiếng, né tránh không đáp, dù sao cũng phải để nàng biết sự lợi hại của ta. Ngươi đúng thật là bị tên lưu manh đáng chết đó làm thay đổi rồi. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, chẳng muốn suy đoán Lam Y Nhân rốt cuộc là nghĩ cách gì để có thể áp chế Tô Bối Bối, chỉ là nói, đặt vé máy bay, đi Giang Hải thôi. Kinh thành. Triệu Thanh Thanh vừa mới mang theo Tử Nhi đi sở thú một chuyến, mặc dù không có ý gì, nhưng đi dạo một vòng cũng mất hơn nửa ngày, cũng coi như là một cách để giết thời gian. Hai người mới ra sở thú, cảm thấy có chút đói bụng, trực tiếp tiến vào McDonald's, đặt phần combo. Ai, gì nhỏ Thanh Thanh, đại bại hoại đi đâu rồi, tại sao lâu rồi chưa gặp hắn? Tử Nhi chu miệng nhỏ, chậm rãi cắn xé đùi gà, giả vờ tùy ý hỏi. Triệu Thanh Thanh nhìn Tử Nhi một cái, cau mày nói, ta cũng muốn biết sư phụ đang ở đâu, hắn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai biết hắn đang ở đâu chứ? Ngươi nhớ hắn không? Tử Nhi hỏi. Triệu Thanh Thanh cũng không ngại gì, nhớ chứ, đương nhiên nhớ. Tử Nhi lại hỏi, chẳng phải hắn có rất nhiều vợ sao? Làm sao ngươi biết? Triệu Thanh Thanh nhìn Tử Nhi, hơi kinh ngạc nói. Tử Nhi trợn tròn mắt, nói với Triệu Thanh Thanh, gì nhỏ Thanh Thanh? Chỉ dựa vào biểu hiện này của ngươi, rõ ràng chính là một tiểu tam, chuyện này có gì mà ngạc nhiên. Nếu là tiểu tam được thì tốt biết mấy. Triệu Thanh Thanh thở dài, theo bản năng nói ra lời tận đáy lòng. Tuy nói hiện giờ nàng đã trở thành vợ của Hạ Thiên, dù cho những cô vợ khác có địa vị cực cao đều đã đi tới dị giới, nhưng nàng vẫn không vào được top 3, thực sự là một chuyện bi ai. Vậy ngươi muốn trở thành người vợ duy nhất của Hạ Thiên không? Một giọng nói hỏi tiếp. Tiểu hài tử đừng có hỏi mấy chuyện này. Triệu Thanh Thanh lấy xuống đùi gà mà Tử Nhi đang gặp, bất mãn lườm nàng. Tử Nhi oan ức nói, gì nhỏ Thanh Thanh, câu đó không phải ta nói. Không phải ngươi thì là ai? Triệu Thanh Thanh hỏi ngược lại. Ặc, chính là đồ đần này. Tử Nhi giơ tay nhỏ đầy dầu mỡ lên, chỉ một nữ tử xa lạ đang xuất hiện ở bên cạnh Triệu Thanh Thanh một cách thần bí. Khắp người nữ nhân xa lạ đầy hình xăm, trên mặt mang kính mát. Dái tai có đeo một đôi bông tai to bằng vòng cổ, cười ha hả nói, đúng vậy, mới nãy là ta nói. Lông mày của Triệu Thanh Thanh nhíu lại, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Ta là ai, chuyện đó không quá quan trọng. Nữ nhân xăm mình ngồi bên cạnh Triệu Thanh Thanh như thể đã quen biết nàng từ lâu, quan trọng là, ta tới đây để thực hiện ước muốn của ngươi. Thực hiện ước muốn của ta? Triệu Thanh Thanh không nhịn được bắt đầu cười nhạo, thế ước muốn của ta là gì? Nữ nhân xăm mình cười một cách láo cá, đương nhiên là trở thành người vợ duy nhất của Hạ Thiên, đúng chứ? Há, xem ra ngươi cũng có tìm hiểu. Vậy ngươi định làm gì? Triệu Thanh Thanh đã không còn là thiếu nữ đơn giản và hành sự lỗ mãng của năm đó, mà bây giờ nàng đang chấp trưởng Thiên Đạo Tổ, là tổ trưởng Diêm Vương với tâm tư kín đáo, xuất thủ tàn nhẫn trong mắt các thành viên. Ta có bình thần dược, chỉ cần ngươi để Hạ Thiên nuốt nó, bảo đảm sau này hắn chỉ yêu mỗi mình ngươi. Nữ nhân xăm mình lấy một bình dược nhỏ ra từ trong lồng ngực, thần thần bí bí nói, tuyệt đối hữu hiệu, ngươi chỉ cần. A, à, đồ đần, Triệu Thanh Thanh chộp lấy đầu của nữ nhân xăm mình rồi nhấn xuống bàn. Cái bàn trong nháy mắt vỡ nát, nữ nhân xăm mình kia cũng vỡ đầu chảy máu. Chương 2487, Tô Sán bị tập kích. Thừa dịp còn chưa hỗn loạn, Triệu Thanh Thanh một tay nhấc nữ nhân xăm mình, một tay dắt Tử Nhi, cấp tốc rời đi. Hình ảnh trong video cũng dừng lại tại đây. Bên trong một gian phòng làm việc, có ba nam nữ không rõ thân phận đang quan sát video này. Ha ha ha, sao vợ của Hạ Thiên ai cũng bạo lực như thế nhỉ? Trong đó có nam tử trẻ tuổi với khí chất ngông cuồng bỗng dưng bắt đầu cười ha hả, lắc đầu không ngớt, dù sao ta cũng không thích loại người này, đợi thủ tiêu Hạ Thiên xong, ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ người đàn bà nào của hắn, dù xinh đẹp đi chăng nữa cũng không được. Vợ của Hạ Thiên, ngươi cũng xứng tiếp nhận à? Ngồi ở bên cạnh nam tử ngông cuồng là một nữ tử thùy mị đang tỏ vẻ khinh thường, mắng một câu, sao không tự soi gương coi bản thân ngươi là loại đức hạnh gì? Bang tỷ tỷ, ngươi nói vậy làm trái tim của ta đau lắm. Nam tử ngông cuồng che hai tay trước ngực, ra vẻ đau lòng,
không phải ta là người mà ngươi và lão đại đích thân chọn lựa ra sao, ngươi nói ta như vậy là đang hạ thấp chính các ngươi đó. Người còn lại vẫn chưa hó hé gì, đó là một nam tử trung niên trông cực kỳ trầm ổn, lúc này mới mở miệng nói, phái thêm một đám nhân viên tới, lần này xem thử giới hạn võ công của các nàng, để chúng ta chuẩn bị cho thật tốt. Lão đại, chuyện này không có ý nghĩa gì đâu. Nam tử ngông cuồng bĩu môi, sức mạnh của những bà vợ của Hạ Thiên, không tạo thành bất kỳ cản trở gì cho kế hoạch của chúng ta cả, hà tất gì phải lãng phí nhân viên. Nữ tử Thùy Mị cũng có chút khó hiểu, khuyên, mục tiêu của chúng ta chỉ có tập đoàn thần y, cũng không phải đánh nhau với bọn Hạ Thiên đến mức ngươi sống ta chết, không cần phải kết thù với bọn hắn, tùy tiện thăm dò một thoáng, cho bên Thiên Cung một câu trả lời là được, không cần bớn quá hóa thật. Lần này thì khác, nam tử trung niên trầm ổn ho nhẹ một tiếng, tập đoàn thần dược bọn ta muốn hoàn lương. Khụ, muốn thay đổi tình hình lúc trước, nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Vị đại thiên vương đó của Thiên Cung, mục tiêu của hắn chỉ là Hạ Thiên, chứ không hứng thú về sản nghiệp của Hạ Thiên, còn chúng ta vừa hay có thể mượn tập đoàn thần y để tẩy trắng vết như kia, từ đó tiêu diêu tự tại, không cần phải lo lắng và sợ hãi nữa. Ôi ôi ôi, lão đại, ngươi nói như thể chúng ta không phải là người tốt vậy. Người trẻ tuổi ngông cuồng, không tim không phổi, cười cười, mặc dù chúng ta quả thật là lừa đảo, nhưng mà y thuật của ta cũng không phải là giả, nói không chừng còn tốt hơn tên Hạ Thiên ấy. Nữ tử Thùy Mị không nhìn được mắng, chỉ bằng trình độ của tên lang băm nhà ngươi, còn vọng tưởng so sánh mình với thần y như Hạ Thiên, đúng thật là mặt đủ dày. Ta nói bằng tỷ tỷ, ngươi yêu Hạ Thiên hay sao vậy? Người trẻ tuổi ngông cuồng rất bất mãn, trừng mắt nhìn nữ tử Thùy Mị một cái, sao ngươi lúc nào cũng làm ta mất mặt, phải biết ta chính là thiếu gia, ngươi chỉ là tùy tùng của ta. Thiếu gia cái rắm, ngươi chỉ là một tên giả mạo. Nữ tử Thùy Mị tỏ vẻ xem thường. Lườm nam tử ngông cuồng rồi nói, nếu không phải ngươi có tướng tá giống Hạ Thiên mấy phần, thì lão nương đã sớm tát chết ngươi. Nam tử ngông cuồng đang ngồi ghế bỗng chậm rãi quay lại, khuôn mặt hướng về phía nữ tử Thùy Mị, lộ ra khuôn mặt có mấy phần thần vận giống với Hạ Thiên, thế nên, bàng tỷ tỷ, ngươi yêu Hạ Thiên thật rồi. Mắc mớ gì tới ngươi? Nữ tử Thùy Mị tức giận mắng một câu, cứ làm tốt chuyện của chính ngươi là được. Lão đại, ngươi coi đi. Bên chúng ta có một fan cuồng của Hạ Thiên kìa. Nam tử ngông cuồng lộ ra giọng điệu đùa giỡn, nói với nam tử trung niên trầm ổn, người này nguy hiểm lắm đó, ai biết liệu nàng có quay lưng rồi đâm chúng ta một đao vào thời điểm nào đó hay không. Nam tử trung niên trầm ổn lạnh nhạt nói, Thu Nghiên là cháu gái ta, từ trước đến giờ nàng rất rõ ràng việc công và việc tư, còn ngươi, khoảng thời gian này khiêm tốn lại chút cho ta, đừng có gây họa, ta không rảnh chùi đít cho ngươi đâu. Nam tử ngông cuồng không ngờ rằng không tố cáo được mà trái lại còn bị giáo huấn một trận, bèn cười một cách lúng túng, tất cả mọi người đều đang làm chuyện hệ trọng, ta đương nhiên biết chừng mực. Về phần các cô vợ của Hạ Thiên, chúng ta tiếp tục phái người thăm dò. Nam tử trung niên trầm ổn suy tư mấy giây, nói trước khi người của Thiên Cung tới, chúng ta không thể để những người vợ của Hạ Thiên nhàn rỗi được, phải khiến các nàng bận rộn, bận đến nỗi không rảnh đi quản đến chuyện khác mới được. Nam tử ngông cuồng và nữ tử Thùy Mị đều gật đầu một cách chính trọng. Thành phố Giang Hải, tập đoàn thần y. Một đêm trôi qua, Tô Bối Bối ngủ ngon giấc, tỉnh lại chưa được bao lâu liền bắt đầu bận rộn. Hiểu rồi, xem ra đúng là có vài kẻ đang dục dịch muốn động. Tô Bối Bối chậm rãi nói với người trong điện thoại di động, các người chú ý an toàn, những người đó có khả năng vẫn còn hậu chiêu. Bên phía đầu dây kia vang lên giọng của Tô Sán, Hạ Thiên không có ở đây. Ngươi tuyệt đối phải chú ý an toàn. Chỉ là, trước hết nhường những người đó, bọn họ muốn cái gì liền cho bọn họ cái đó. Chờ Hạ Thiên trở về, chúng ta đòi lại gấp bội là được. Được, ta biết rồi. Tô Bối Bối cực kỳ không tán thành những gì mà Tô Sán nói, chỉ là không có trực tiếp phản đối, ta cho các ngươi thêm một ít người. Tô Sán lại nhắc nhở, đừng quên nói cho Kiều gia, Liễu gia. Tăng cường thêm bảo vệ, những người vợ của Hạ Thiên đều đã mất tích. Hiện tại ngươi chẳng khác gì đại quản gia trong hậu cung của hắn, lúc này tuyệt đối không thể nhỏ mọn, nhất định phải chiếu cố những gia tộc khác cho tốt vào. Những việc này không cần ngươi bận tâm, Tô Bối Bối nghe có chút không thoải mái, cái gì gọi là đại quản gia hậu cung, thật là không biết nói chuyện. Lại hàn huyên vài câu, Tô Bối Bối rốt cuộc không nhịn được bèn cúp máy, trong lòng suy đoán mục đích của những người đó. Chương 2488, Tập đoàn Thần Dược.
vừa nãy ca ca Tô Sán của nàng gọi điện thoại tới, nói là hai vợ chồng bọn hắn ở bên ngoài gặp phải công kích của vài kẻ bí ẩn, may mà vệ sĩ ra tay kịp thời, nên mới không xảy ra chuyện gì. Căn cứ theo miêu tả của Tô Sán đối với những kẻ tập kích đó, Tô Bối Bối trên cơ bản có thể xác định, kẻ tập kích nàng vào buổi tối hôm đó hẳn là cùng một phe. Chỉ là nàng có chút không hiểu, chủ sự sau lưng bọn chúng rốt cuộc muốn gì. Nếu như muốn gây chuyện trong lúc Hạ Thiên không có mặt, thế thì những người được cử đi này chính là phế vật, một chút tác dụng cũng không có. Nếu như chỉ muốn phá rối, vậy thì đối phương làm như vậy hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Vẫn chưa thể hiểu kẻ ẩn giấu sau màn đến tột cùng muốn làm gì, Tô Bối Bối xoa xoa mi tâm, có chút hoài niệm lúc Hạ Thiên còn ở đây, trên cơ bản mọi chuyện đều không cần nàng bận tâm, còn có thể yên tâm thoải mái du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Tên khốn kia chạy đi đâu, giao mọi chuyện lại cho ta, thực sự là quá thiếu trách nhiệm. Tô Bối Bối nhớ tới bộ dáng cợt nhả của Hạ Thiên liền tức đến nỗi cắn răng. Một lát sau, Tô Bối Bối lại nhận được mấy cú điện thoại, không nằm ngoài dự đoán của nàng, là Ninh Nhụy Nhụy, Lam Y Nhân và Triệu Thanh Thanh gọi tới, các nàng cũng đều bị người bí ẩn quấy rầy, may mà không có chuyện gì. Trong số đó, Triệu Thanh Thanh trực tiếp dẫn kẻ đó tới Thiên Đạo Tổ, tiến hành tra khảo cực kỳ tàn ác, hỏi ra được một ít chuyện từ trong miệng người nọ, bây giờ đang chạy tới thành phố Giang Hải. Ninh Nhụy Nhụy và Lam Y Nhân cũng đã mua vé về thành phố Giang Hải, thậm chí bao gồm Dương San và Thạch Thuần đều đang cố gắng chạy tới càng nhanh càng tốt. Lẽ nào ý đồ của bọn chúng chính là cái này? Trong đầu Tô Bối Bối bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ hắc thủ phía sau màn muốn tập trung các cô vợ của Hạ Thiên lại một chỗ, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có gì đó sai sai, hừ hừ hừ, từ bao giờ mà ta lại trở thành người phụ nữ của tên lưu manh đó chứ? Tô Tổng, bên công ty có chuyện. Lúc này, trợ lý tiểu muội bỗng nhiên đẩy cửa vào, sắc mặt có chút lo lắng, báo với Tô Bối Bối. Tô Bối Bối rất nhanh thu hồi tâm tình, trên khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu tình nào, nhàn nhạt hỏi chuyện gì. Từ 8 giờ sáng hôm nay, lần lượt có 18 xí nghiệp tự tuyên bố kết thúc quan hệ hợp tác với chúng ta. Trợ lý tiểu muội bình tĩnh lại, sắc mặt tốt hơn, ngữ khí cũng trầm xuống, hiện giờ còn chưa biết nguyên nhân, nhưng mà tình hình đã rất khẩn cấp, Tô Tổng chúng ta nên trả lời như thế nào đây? Hả, đôi mắt đẹp của Tô Bối Bối ngưng trọng, cảm thấy sự việc không ổn, suy tính 2-3 giây, bèn trực tiếp nói, tạm thời không trả lời, xem bọn họ tính làm trò quỷ gì. Cứ làm như thế, ai có gì nghị, bảo hắn tới tìm ta. Ngữ khí của Tô Bối Bối, chắc như đinh đóng cột, còn nữa, từ chối phỏng vấn của tất cả truyền thông, đi đi. Trợ lý tiểu muội gật gật đầu, rất nhanh lĩnh lệnh rời đi. Chờ trợ lý vừa rời đi, Tô Bối Bối liền trực tiếp gọi đến số của một đối tác, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi, Uyển tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bối Bối à, thật ra bây giờ ta cũng không rõ chuyện này là sao nữa. Giọng nói của một nữ nhân trung niên vang lên ở đầu dây bên kia. Đây là nghị quyết của tất cả cổ đông trong công ty, trong một đêm, không biết bọn họ chúng ta gì, mà nằng nặc đòi phải vạch rõ ranh giới với tập đoàn thần y, và hợp tác với một tập đoàn thần dược gì đó chẳng biết nhô ra từ đâu. Tập đoàn thần dược, đôi mi thanh tú của Tô Bối Bối nheo lại, ngươi có chắc là tập đoàn thần dược không? Chắc, Uyển tỷ vô cùng khẳng định, nói tập đoàn thần dược này mở ra điều kiện quá mê người, các cổ đông căn bản không cách nào từ chối. Mà ta chỉ là người chấp hành nên đành phải bó tay, thế nên xin lỗi. Sắc mặt của Tô Bối Bối khá hờ hững, không sao, hợp tác thương mại, vốn là thay đổi như trong chóng, mọi người đều làm việc vì lợi ích, Uyển tỷ không cần phải xin lỗi đâu. Sau khi cúp điện thoại, Tô Bối Bối lại liên hệ với mấy đối tác khác, phát hiện đều là tập đoàn thần dược này đang quấy phá, không khỏi có chút kỳ quái. Thật ra tập đoàn thần dược cũng không phải là tập đoàn vô danh gì, khoảng 20 năm trước từng có thanh danh rất hiển hách. Nhưng vì liên quan tới một vụ lừa đảo có tầm ảnh hưởng cực lớn, nó không chỉ là một vụ án liên quan đến số tiền khổng lồ, mà còn gián tiếp hại không ít người. Sau khi chuyện này nổi lên, người đứng đầu tập đoàn bị kết án tử hình, theo đạo lý tập đoàn này hẳn là đã bị diệt luôn rồi mới đúng, tại sao lại còn tồn tại? Kỳ quái chính là, những công ty đó hẳn là cũng biết tập đoàn thần dược này là một tập đoàn lừa đảo, tại sao còn muốn làm như thế cơ chứ? Tô Bối Bối nhăn mày trầm tư, dần dần cũng đã nghĩ thông, con quái thú mang tên tư bản này còn lâu mới có trí nhớ, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, căn bản sẽ không quan tâm phía trước có phải là cạm bẫy hay không. Nhưng mà, nếu đã biết đối thủ là ai,
Tô Bối Bối cũng không muốn chịu trận một cách bị động, không ra tay dạy dỗ đối phương một bài học, thì đối phương sẽ cho rằng tập đoàn thần y là quả hồng mềm. Tư bản không bao giờ ngủ, nhưng mà ta rất tức. Tô Bối Bối nện một quyền xuống bàn làm việc. Chương 2489. Cưới ngươi làm vợ. Tập đoàn thần y là quái vật khổng lồ ở thành phố Giang Hải, với khu phố quyền quý nổi danh cũng đều có quan hệ dây dưa rễ má với nhau. Cho nên, chỉ là mười mấy nhà hợp tác tuyên bố ngừng hợp tác, cũng sẽ không làm tập đoàn thần y mất bao nhiêu nhân viên cả. Chỉ có điều, về phương diện dư luận, quả thật đã bị một ít người dắt mũi, nói tập đoàn thần y phảng phất như là mặt trời sắp lặn vậy. May mà tập đoàn thần y cũng không có đưa ra thị trường, quyền sở hữu cổ phiếu cũng cực kỳ đơn giản. Lúc trước mỗi người vợ của Hạ Thiên đều có một chút cổ phần, sau đó Kiều Tiểu Kiều cảm thấy quá phiền phức, nên thống nhất tập trung toàn quyền sở hữu cổ phiếu lên danh nghĩa Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên không có chuyện gì, tập đoàn thần y sẽ không bị gì cả. Vì thế, trừ khi có người có thể giải quyết Hạ Thiên, bằng không cho dù làm trò quỷ gì, cũng không đụng được căn cơ của tập đoàn thần y. Cho nên dù cho bên ngoài loạn xị bát nháo, nội bộ công ty vẫn cứ như thường lệ, không hề bị ảnh hưởng gì. Tô Bối Bối không phải là hạng người tốt lành gì, có lẽ là do từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ Hạ Thiên, nên cũng rất ghét bị khinh bỉ. Khoảng thời gian chấp trưởng tập đoàn thần y, phong cách đối nhân xử thế cũng khá bá đạo, đối với người hoặc công ty phá hoại lợi ích của tập đoàn thần y, xưa giờ đều là phương châm 8 chữ tuyệt đối không nuông chiều, không thỏa hiệp. Đối với mười mấy công ty tự tuyên bố ngừng hợp tác với tập đoàn thần y, Tô Bối Bối trực tiếp đưa bọn họ vào danh sách đen, vĩnh viễn cắt đứt mọi hợp tác. Đương nhiên, những đối tác còn hợp tác đều sẽ được ưu ái. Văn phòng tập đoàn thần y, Tô Bối Bối đang uống cà phê. Trợ lý tiểu muội đẩy cửa vào, hơi lo lắng nói, Tô Tổng, 18 đối tác kia kết hợp với nhau, nói là buổi chiều muốn tổ chức họp báo, có khả năng sẽ lan một số tin đồn bất lợi cho công ty chúng ta nên ứng đối như thế nào đây? Bọn họ còn có mặt mũi tổ chức họp báo nữa cơ à? Tô Bối Bối không để ý cho lắm, không hề để bụng. Phái người bí mật chú ý, đặc biệt lưu ý xem trong số bọn họ có thêm người nào mới không. Dứt lời, lại nghĩ tới một ít chuyện, còn nữa, người phái người nhìn chằm chằm mỗi một công ty con, nếu bọn họ đã muốn kiếm chuyện với chúng ta, nhất định là nhắm đến mọi phương diện, cho nên bệnh viện y nhân các, trại mồ côi, xưởng chế thuốc, công ty vệ sĩ. Những nơi này rất dễ bị người ta trà trộn, nhất định phải đặc biệt chú ý đến, chỉ cần có sự bất thường là ngay lập tức báo lại cho ta. Trợ lý tiểu muội gật gù, vừa muốn đi bỗng nhiên muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Làm sao vậy? Tô Bối Bối liếc mắt liền nhìn thấu, trực tiếp hỏi, còn có chuyện gì? Có người ở dưới lầu nói muốn gặp ngươi. Sắc mặt của trợ lý tiểu muội cổ quái, bảo vệ đuổi cũng không chịu đi, hắn nói không gặp ngươi thì sẽ không chịu đi. Tô Bối Bối khẽ cau mày, bất mãn nói, vậy thì báo cảnh sát, trực tiếp lôi đi. Báo cảnh sát, chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Trợ lý tiểu muội từ tốn giải thích, người nọ hình như biết chút công năng đặc dị, phàm là đụng phải người hắn đều sẽ co quắp và ngã trên mặt đất một cách khó hiểu, bảo vệ và một vài nhân viên nam trong cao ốc muốn đuổi hắn đi, hiện tại đều được đưa đi bệnh viện. Tô Bối Bối không khỏi nở nụ cười lạnh, bỗng chốc đứng lên, được, vậy ta đi xem thử hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không lâu sau, Tô Bối Bối với trợ lý tiểu muội đi thang máy tới đại sảnh lầu 1. Ở đây quả nhiên có một đám đông tụ tập, đang nghị luận sôi nổi về một phương hướng nào đó. Nhìn thấy Tô Bối Bối đến, đều lần lượt tránh đường, để nàng đi tới. Ngay chính giữa đám người, có một nam tử trẻ tuổi bề ngoài xấu xí ngồi đấy, ăn mặc quần áo trông rất rách nát, đầu tóc như thể là mười mấy ngày chưa tắm, trên người bốc mùi chua và hôi, đặc biệt là bên cạnh còn có một túi bện căng phồng, giống như đúc mấy người nhặt rác ở bãi rác. Ngươi là ai? Tại sao lại tới tập đoàn thần y để gây sự? Tô Bối Bối cũng không kỳ thị người nhặt rác, chỉ là cảm nhận được trên người người trước mắt nổi lên một luồng sát khí khó hiểu, tâm tình cũng không tốt. Nam tử lôi thôi kia nghe thấy Tô Bối Bối nói, ánh mắt hèn mọn không khỏi ngắm nghía nàng từ dưới lên trên, cười kha kha nói, ngươi chính là tổng tài của tập đoàn thần y, Tô Bối Bối, quả nhiên đẹp như người kia nói, không, ngươi còn xinh đẹp hơn nhiều. Tô Bối Bối không rảnh ở đây lãng phí thời gian với người này, bèn hỏi lại lần nữa, bớt nói nhảm, người tới đây làm gì, người kia mà ngươi nói là ai? Đừng nóng vội, chúng ta còn nhiều thời gian, có thể từ từ nói.
Nam tử lôi thôi liếm môi một cái, cười kha kha nói, trước hết để ta tự giới thiệu một chút, ta tên. Ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Tổ bối bối hơi bực mình, hỏi ngươi một lần cuối, nói ra mục đích của ngươi, và cả người phía sau màn sai khiến ngươi, còn không thì cút ra ngoài cho ta. Tinh khí nóng nảy thật, cơ mà ta thích. Nam tử lôi thôi cười càng bị ổi hơn, chỉ vào tô bối bối rồi nói, mục đích mà ta tới đây, thật ra rất đơn giản, đó chính là cưới ngươi làm vợ, sau đó tiếp nhận tập đoàn thần y. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh, mỗi một người hóng chuyện đều không dám thở mạnh, liếc mắt nhìn sang tô bối bối. Chương 2490, vẫn chưa thể chết. Ai bảo ngươi tới, tô bối bối lại không có biểu hiện gì, không giận, cũng không vui. Mà ngược lại còn sinh ra một cảm giác chán ghét mơ hồ, bởi vì nàng đã nghe qua câu nói kiểu như vậy từ trong miệng người khác vô số lần, mà kết cục của bọn chúng. Nàng chẳng buồn nhắc lại. Nam tử lôi thôi còn muốn ra vẻ, cười nói, là ông trời để ta tới, mấy ngày trước ta đến chỗ các ngươi thu giấy vụn, thì tình cờ nhìn thấy ngươi, lúc đó trong lòng ta liền thề rằng, cuối cùng sẽ có một ngày cưới ngươi về nhà, để ngươi làm vợ ta muốn mỗi ngày đem ngươi. À! Lời còn chưa nói hết, cả người hắn lại bay ngược ra ngoài như đạn pháo, trực tiếp đụng phải đài phun nước ở cách đó mấy trăm mét, miệng đầy răng đều gãy. Dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, nam tử lôi thôi bò dậy từ trong đài phun nước, lúc há mồm nói chuyện, vậy mà hàm răng đã khôi phục lại như cũ. Đôi mi thanh tú của tô bối bối cau lại, bởi vì nàng nhìn thấy người này trước khi đứng lên, lén lút nhét một viên thuốc nén vào trong miệng. Có thể sở hữu năng lực hồi phục thần tốc như thế, khẳng định là có liên quan đến viên thuốc nén ấy. Vậy nên, mục đích của người này rất rõ ràng, chỉ đơn thuần là đến đây để gây sự, nếu đã như vậy, nàng cũng không cần nương tay, nhất định phải nhanh chóng giải quyết người trước mắt. Tô bối bối, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nam tử lôi thôi chỉ vào tô bối bối rồi gào thét nói, đáp ứng điều kiện của ta, làm vợ của ta, như vậy thì ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì, tổ bối bối không để ý hắn tí nào, quay đầu phân phó cho trợ lý tiểu muội phái người đi quanh đây lục soát, nhìn xem có ai đang lén ghi hình không. Được, ta biết rồi, trợ lý tiểu muội sốt sáng nhìn chung quanh, nội bộ công ty thì không lo, người mà tô tổng muốn đề phòng nhất định là những người ngoài muốn nhân cơ hội hạ thấp danh tiếng của công ty. Nam tử lôi thôi thấy tổ bối bối hoàn toàn mặc kệ hắn, lập tức thẹn quá hóa giận. Ba chân bốn cẳng, thả người nhào tới tô bối bối. Thân ảnh của tô bối bối lóe lên, vô cùng nhẹ nhàng tránh né, sau đó lại tung một cước tới. Oanh! Nam tử lôi thôi nặng nề ngã xuống mặt đất, hồi lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giọng nói của tô bối bối thản nhiên, thậm chí nghe không ra là vui hay buồn, là ai phái ngươi đến, ngươi lấy viên thuốc từ đâu. Nam tử lôi thôi bật tôm. Lần nữa đứng lên, lạnh lùng nhìn tô bối bối, cũng không che giấu, trực tiếp nuốt một viên thuốc đỏ như máu ngay trước mặt, rồi nói với tô bối bối, ngươi chớ đắc ý, ngày hôm nay lão tử phải đánh thắng ngươi, sau đó biến ngươi thành vợ của ta. Ngươi ăn nhiều thuốc hơn nữa cũng vô dụng, phế vật chính là phế vật, không thể thay đổi được gì. Mặc dù tô bối bối bình thường tận lực muốn loại bỏ ảnh hưởng của Hạ Thiên đối với nàng, nhưng mà lúc này giọng nói lại cực kỳ giống Hạ Thiên, tương đối bá khí. Đám người vây xem ở bên cạnh dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nghe được câu này của tô bối bối, cũng không khỏi vỗ tay hô to tô tổng ngầu lắm. Tô bối bối bất mãn, quay đầu liếc những người kia một cái, lập tức khiến cho những người đó sợ đến nỗi câm như hến. Ngươi mới là phế vật, nam tử lôi thôi đã triệt để bị chọc giận, lại một lần nữa nhào tới tô bối bối. Oanh! Tô bối bối không nói gì, tên này không có một tí kỹ thuật công phu nào. Tố chất thân thể cũng cực kỳ kém cỏi, thứ duy nhất có thể ỷ vào chính là viên thuốc vô danh kia, mà dược hiệu của những viên thuốc đó, hiển nhiên cũng chả có gì đặc biệt. Chuyện này sao có thể? Ta sẽ không thua, người đó đã nói, chỉ cần uống viên thuốc này, ta có thể vô địch thiên hạ, cũng có thể dễ dàng khiến người yêu ta. Người đó nói cho ta, trước đây có người đã thành công nhờ vậy, lão bản của tập đoàn thần y, không phải cũng làm như vậy đấy sao? Hắn có thể làm như thế, tại sao ta không thể chứ? Nam tử lôi thôi vừa hoảng vừa sợ, hắn hiển nhiên không ngờ rằng mình đã uống nhiều viên thuốc như vậy, thế mà còn không đánh lại một người phụ nữ, chuyện này quá phi lý, hơn nữa còn chẳng giống sự thật mà người nọ mô tả tí nào. Ta mạnh như vậy, tại sao ngươi không yêu ta?
Nam tử lôi thôi giống lên trong sự điên loạn, rồi bất chợt vứt những viên thuốc kia vào trong miệng, hôm nay ta nhất định sẽ để ngươi biết, ta chính là vô địch thiên hạ. Ngươi chính là một phế vật hết thuốc chữa, nuốt nhiều thuốc hơn nữa cũng vô dụng. Tô Bối Bối bĩu môi, thực lực không bằng Hạ Thiên, lại còn muốn bắt chước sự thành công của Hạ Thiên, đúng thật là tên điên. Sau khi nam tử lôi thôi nuốt lượng lớn viên thuốc vào trong người, thân thể cũng bắt đầu phát sinh dị biến mà mắt trần có thể thấy được, bắp thịt khắp người hầu như đã đột phá cực hạn mà nhân loại có thể đạt tới, cả người như một con quái vật, làm cho đám người đứng xem chung quanh phải la hét om sòm. Tô Bối Bối hơi đau đầu, biết vậy nên xử lý sớm hơn, bây giờ bị người không liên quan thấy cảnh tượng này, sau này lại còn phải nghĩ cách đưa ra lời giải thích hợp lý, nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ. Nghĩ tới đây, Tô Bối Bối nảy sinh cảm giác căm ghét đối với nam tử lôi thôi ở trước mắt, và cả kẻ chủ sự sau lưng hắn. Ngươi là của ta, nam tử lôi thôi gào thét, nhào tới Tô Bối Bối. Tô Bối Bối tức giận nói, đều tại bọn ngươi rảnh rỗi đi gây sự, ngươi đi chết được rồi đó. Nói xong, nàng tung một cú quét chân, lần này nàng dùng 60-70% lực đạo, kết cục của đối phương là gì, nàng đã không còn quan tâm. Ngay thời điểm cú quét chân của Tô Bối Bối sắp trúng nam tử lôi thôi, bỗng nhiên một bóng người không biết từ đâu tới nhô ra, dễ dàng ngăn nàng lại. Người ra tay có chừng có mực một xíu, tên này vẫn chưa thể chết. Chương 2491, người tới nhanh nhỉ. Người đến là Triệu Thanh Thanh, sau lưng còn có 7-8 thành viên của Thiên Đạo Tổ. Sau khi đỡ được cú đá của Tô Bối Bối, nàng lập tức bảo thành viên của Thiên Đạo Tổ kéo nam nhân lôi thôi kia ra trước. Có lẽ là tìm nơi nào để thẩm vấn luôn người này. Người tới nhanh nhỉ. Tô Bối Bối đương nhiên biết Triệu Thanh Thanh là đồ đệ của tên háo sắc kia, mà còn là một trong những người dự bị của hậu cung. Có điều nhìn thân thủ vừa nãy của nàng đoán chừng là đã ngủ với tên háo sắc kia rồi. Nghĩ tới đây, Tô Bối Bối liền giận đến mức không có chỗ xả ra. Triệu Thanh Thanh hiên ngang tiến vào tập đoàn thần y, nói với Tô Bối Bối, những người kia lăm le sản nghiện của sư phụ. Tất nhiên ta phải ngăn cản chứ. Được rồi ngươi đừng đứng ở bên ngoài nữa, còn ngại chưa bắt mắt sao? Tô Bối Bối nhìn chung quanh, phát hiện người vây xem quả thật quá nhiều, nàng xoay người trở về cao ốc, sau đó theo Triệu Thanh Thanh tiến vào thang máy. Những người khác tới rồi sao? Trong thang máy, Triệu Thanh Thanh nhìn về phía Tô Bối Bối, bên ngươi có tình huống gì khác không? Một chút thủ đoạn nhỏ ngược lại vẫn tiếp tục. Tô Bối Bối lạnh nhạt nói, trước mắt không gây ra tổn thất gì lớn cho tập đoàn thần y, chỉ là làm cho người ta buồn nôn mà thôi. Triệu Thanh Thanh gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói, bên ta cũng tra ra được một vài chuyện, đợi mọi người đến đủ rồi nói, lần này có chút kỳ lạ, ít nhất là tạm thời không biết bọn họ muốn làm gì. Nhưng ta cảm thấy càng như vậy, thì sau này càng khó giải quyết hơn. Tô Bối Bối cũng đồng ý với nàng. Không bao lâu sau hai người đi tới văn phòng của Tô Bối Bối, kết quả nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy, Lam Y Nhân còn có Thạch Thuần và Dương San đã ở bên trong chờ các nàng. Các ngươi lên kiểu gì thế? Tô Bối Bối kỳ quái nhìn bọn họ, sau đó bất mãn nói, đây là công ty đó, các ngươi có thể đi đường bình thường được không, đừng học theo cái tên háo sắc kia. Chúng ta lên bằng thang máy mà. Ninh Nhụy Nhụy trợn trắng mắt, tức giận nói. Thạch Thuần dựa vào đôi chân thon dài của Ninh Nhụy Nhụy cười hì hì nói, Tô tỷ tỷ, ngươi đang nhớ anh rể sao? Sao ta có thể nhớ cái tên háo sắc kia được? Tô Bối Bối lập tức phủ nhận, sau đó cảm thấy bản thân phủ nhận nhanh như thế giống như có chút càng che càng lộ, đành phải trừng mắt nhìn Thạch Thuần, nhóc con ngươi đừng có mà hỏi vấn đề này, sau này ngươi cách xa đồ háo sắc đó một chút, cẩn thận bị hắn ăn sạch sành xanh. Ta không nhỏ, sắp trưởng thành rồi đấy. Thạch Thuần bất mãn phản bác. Lam Y Nhân hờ hững nói, nếu đã đến đủ rồi thì đừng nhiều lời nữa, nói chính sự đi. Tô Bối Bối liếc nhìn Lam Y Nhân, thở dài nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, có điều Triệu Thanh Thanh nói nàng điều tra ra được vài việc, vậy thì nghe nàng nói đi. Triệu Thanh Thanh cũng không khách khí, móc ra một cái USB, nói với Tô Bối Bối, lấy máy chiếu đến đây. Ở kia kìa, Tô Bối Bối tiện tay chỉ vào một hướng, sau đó kéo rèm rồi tắt đèn. Triệu Thanh Thanh thao tác vài cái, lập tức chiếu thứ trong USB lên màn hình. Ta không nhiều lời nữa, vào thẳng vấn đề luôn. Triệu Thanh Thanh chỉ vào màn hình chiếu, đó là ảnh chụp của mấy người, bên cạnh còn có lời giới thiệu, vài ngày trước có thằng ngu bỗng nhiên xuất hiện, bảo là muốn giao dịch với ta
ta lười lằng nhằng với hắn nên trực tiếp dẫn về Thiên Đạo Tổ. Sau khi thẩm vấn phát hiện hắn là người của tập đoàn Thần Dược. Ngừng lại nửa giây, Triệu Thanh Thanh nói tiếp, tập đoàn Thần Dược được thành lập vào 20 năm trước, trước giờ chỉ là một nhóm người lừa đảo, có chút giống thời kỳ đầu của Âm Y Môn, cũng là ra tay hại người trước rồi lại đi chữa trị, cứ thế lừa tiền người khác. Có điều cấp bậc của bọn họ quá thấp, vậy nên không gây sự chú ý với ban ngành liên quan. Sau đó vào 13 năm trước, trong nhóm người đó có một nhân vật tên Bàng Khắc Kiên. Triệu Thanh Thanh chỉ vào ảnh chụp của một thanh niên, chính là tiểu tử này, do hắn đề nghị quảng cáo bằng truyền hình, cho nên trong thời gian ngắn bọn họ liền đắp nặn ra tứ đại thần y gì đó, khiến tập đoàn Thần Dược lập tức nổi danh, dựa vào việc bán thần dược chữa thỏi trăm bệnh, lừa gạt tài sản gần 100 triệu, cũng bởi vậy mà làm cho cao tầng chú ý, cuối cùng bị tiêu diệt. Ninh Nhụy Nhụy hơi cau mày lại, chỉ vào ảnh chụp của thanh niên kia, rồi nói, hình như ta đã từng gặp người này. Người gặp qua cũng rất bình thường. Triệu Thanh Thanh tiếp tục giải thích, sau khi tập đoàn Thần Dược bị hủy diệt liền không biết tung tích của tiểu tử này nữa. Trải qua điều tra mới biết hắn thay tên đổi họ, lại làm ngành thực phẩm chức năng nhằm vào vận động viên, nhiều lần trở thành nhà tài trợ cỡ lớn. Lam Y Nhân cũng nhớ ra, chậm rãi nói, mấy năm trước còn thấy người này trên nhiều diễn đàn hội nghị, không ngờ lại là đồ lừa đảo. Tiếp theo là nhân vật số 2 của tập đoàn Thần Dược. Triệu Thanh Thanh đổi một tấm hình ảnh, lại là một nữ nhân tầm 30 tuổi, khuôn mặt tròn xoe, dung mạo có thể coi là bình thường, nhưng vóc dáng lại vượt xa người cùng tuổi, nàng tên Bàng Vận, bây giờ đổi tên thành Bàng Thu Nghiên, là thiên tài y học, 16 tuổi gia nhập tập đoàn Thần Dược, những thứ thần dược kia là do nàng nghiên cứu chế tạo ra. Chương 2492. Không cần phải đi tìm nữa. Ninh Nhụy Nhụy có chút không hiểu nói. Nếu đã có thiên phú như thế tại sao lại làm loại chuyện này nhỉ, lựa chọn nghiên cứu y học bình thường, phục vụ mọi người chẳng nhẽ không hay hơn sao? Không phải tất cả mọi người đều vô tư giống như ngươi. Lam Y Nhân thở dài, có chút hối tiếc nói, có đôi khi thật sự sẽ bị cuộc sống ép đến mức không còn đường để đi, chỉ có thể bí quá hóa liều, ta rất đồng tình với nàng, 16 tuổi đã bị cuộc sống ép đến thế. Không thể thông cảm cho kẻ thù được. Thạch Thuần vẫn ngả người lên đôi chân dài của Ninh Nhụy Nhụy, bĩu môi nói, anh rể đã nói rồi, tất cả đều do đám đần đó tự tìm, hoàn toàn không đáng để thông cảm cho họ. Lam Y Nhân vừa cười vừa nói, chồng nói chắc chắn là đúng, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, không thể bởi vì đáng thương liền quên đi đáng hận. Được rồi, tiếp theo mới là trọng điểm. Triệu Thanh Thanh ho nhẹ hai tiếng, trịnh trọng nói, vốn tập đoàn Thần Dược này không liên quan gì đến chúng ta. Mãi cho đến khi người này xuất hiện mới khiến tính thực chất của bọn họ thay đổi. Sau đó mấy tấm ảnh được chiếu lên màn hình làm cho mấy người khác không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong ảnh chụp là một nam nhân trẻ tuổi, ước chừng 25 tuổi, dung mạo vậy mà giống 7-8 phần Hạ Thiên, hơn nữa nơi đáy mắt cũng ẩn chứa một tia mỉa mai bướng bỉnh. A, à, hắn, Dương San vẫn luôn im lặng cũng không khỏi bất ngờ. Lam Y Nhân nhìn mấy lần. Nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, không phải chồng đâu, nhưng mà quả thật hơi giống. Hắn là ai vậy? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi tò mò hỏi. Ở đây có Tô Bối Bối quen biết Hạ Thiên lâu nhất, nhìn thấy ảnh chụp người kia cũng cảm thấy sửng sốt một chút, sau đó nói chẳng lẽ là tên đệ đệ của Hạ Thiên? Hoàn toàn không phải, Triệu Thanh Thanh lắc đầu, giải thích nói cha mẹ và đệ đệ của sư phụ đều đã được chúng ta sắp xếp thỏa đáng rồi, vẫn luôn trải qua cuộc sống bình thường. Cũng không có ai biết quan hệ giữa bọn họ và sư phụ. Vậy hắn là ai? Thạch Thuần không hiểu hỏi, sao lại giống anh rể thế nhỉ? Triệu Thanh Thanh thấy mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng, vẻ mặt có chút lo lắng, giải thích nói, người này thân phận không rõ, danh tính không rõ, tuổi tác không rõ nốt. Trước mắt chỉ biết là nhân vật số 3 của tập đoàn Thần Dược, người trong nội bộ đều gọi hắn là công tử, những sát thủ mang hoa tai tập kích chúng ta đều do tiểu tử này bồi dưỡng ra. Thế thì thực lực của người này cũng chẳng ra sao cả. Thạch Thuần bĩu môi, sát thủ bồi dưỡng ra ngay cả ta cũng đánh không lại, hoàn toàn không thể sánh với anh rể. Thực lực của người này rốt cuộc ra sao chúng ta không biết được. Triệu Thanh Thanh nghiêm túc nói, có điều từ trong miệng những sát thủ kia lại moi ra được một vài tin tức, nói rằng thể chất của người này tương đối đặc thù, có thể trong nháy mắt đề cao thực lực của người khác. Thạch Thuần vẫn coi thường như cũ, anh rể còn có thể lập tức đề cao đến mức độ kiếp kỳ đó, chốt lại là không thể sánh được. Ngươi im miệng đi,
Triệu Thanh Thanh bất mãn trừng mắt với Thạch Thuần, nói tiếp, kỳ thực đối với người thần bí này, ta có một suy đoán. Tổ bối bối ghét nhất là người vòng vo, càng không thích người khác thừa nước đục thả câu, vậy còn không mau nói. Viên gia đã từng ẩn nấp trên hòn đảo nhỏ nào đó tiến hành thí nghiệm nhân thể, hơn nữa còn thực sự chế tạo ra thứ có thể thật giả lẫn lộn. Triệu Thanh Thanh nhớ tới sự việc vừa xảy ra không lâu ở Kinh Thành, chính là việc Triệu Hiểu Trác suýt chút nữa bị hàng giả thay thế, lúc đó mặc dù chúng ta hủy diệt hòn đảo nhỏ kia, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng trước đó viên gia chưa từng tiến hành thí nghiệm như thế, có thể người này chính là nhân bản của sư phụ. Kỹ thuật nhân bản phát triển như thế cơ. Thạch Thuần vẻ mặt ngốc nghếch hỏi lại, trên sách không phải nói không cho phép tiến hành thí nghiệm nhân bản người sao? Lam Y Nhân đưa tay ôm Thạch Thuần, vừa cười vừa nói, việc trên sách không cho phép còn nhiều lắm, nếu như đều có thể làm theo, vậy thì thế giới này cũng sẽ không có dáng vẻ như bây giờ. Ninh Nhụy Nhụy nhớ tới cuộc gặp gỡ giữa nàng và Hạ Thiên ở dưới đáy biển, ngược lại đồng ý với suy đoán này của Triệu Thanh Thanh, vẻ mặt nặng nề nói, nếu thật là vậy, thì sau những người này chắc chắn có thế lực khác. Chỉ dựa vào ba người bọn họ tuyệt đối không dám ra tay với tập đoàn thần y. Tổ bối bối cảm thấy có chút lộn xộn, nhưng cũng không phản bác, chỉ nói, không cần biết hắn là ai, việc mấu chốt phải biết bây giờ là bọn hắn muốn làm gì, bọn hắn đang ở đâu. Đúng vậy, Triệu Thanh Thanh gật đầu, ta đã để Thiên Đạo Tổ đi tìm kiếm địa điểm chứa chấp những người này rồi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói của nam tử xa lạ. Thật ra các người khỏi cần tìm, không phải ta tới rồi sao, muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi ta đây. Đám nữ nhân quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, quả nhiên thấy được nam tử dáng vẻ gần giống Hạ Thiên đang ngồi trên bệ cửa sổ, nở nụ cười cực kỳ vô lễ. Chương 2493, Đường Mộc. Đám nữ nhân đều không bất ngờ với sự xuất hiện của khách không mời kia, rõ ràng là đã sớm phát hiện ra hắn, chỉ là không làm gì mà thôi. Nam tử có phần giống Hạ Thiên lộ vẻ thất vọng, lắc đầu thở dài nói, quả nhiên không dọa được ai ở đây cả, tại sao nữ nhân của Hạ Thiên đều lợi hại như vậy chứ? Tổ bối bối lười nghe hắn cảm thán, lạnh lùng nói, cho ngươi 10 giây khai báo thân phận và mục đích của ngươi. Kìa Tô Tổng, đừng lạnh lùng như vậy mà. Nam tử xa lạ bày ra dáng vẻ như bị đả đích, khó khăn lắm ta mới ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ mọi người không thể tâm sự, kết giao bằng hữu sao? Tính nết của Triệu Thanh Thanh cũng không tốt, huống chi đối phương còn mang theo khuôn mặt giống Hạ Thiên đến mấy phần, càng làm cho nàng thêm tức giận, bây giờ ta không tiện nghe ngươi nói nhảm đâu, chỉ muốn kéo ngươi đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, ngươi hoàn toàn không xứng với gương mặt này. Triệu Tổ trưởng, lời này của ngươi quá ghê gớm rồi nha. Nam tử xa lạ lộ vẻ mặt kinh hoàng, giải thích nói, gương mặt này của ta là trời sinh mà, không thể bởi vì ngươi thích Hạ Thiên mà ai lớn lên giống hắn đều đáng chết cả. Ninh Nhụy Nhụy nhíu mày trừng mắt với nam tử xa lạ kia, lạnh giọng nói, lớn lên giống hắn dĩ nhiên không đáng chết, nhưng mà hành vi của ngươi thì đáng chết đấy. Trong lòng các ngươi đã tràn đầy thành kiến với ta rồi, chưa gì đã cảm thấy ta là người xấu, đúng là thói quen không tốt nha. Nam tử xa lạ vẻ mặt đau khổ nói, thật ra ta đâu làm chuyện gì độc ác, ngược lại còn cứu không ít người đấy. Dĩ nhiên ta cũng không phủ nhận trong quá trình cứu người có thu hơi nhiều tiền. Nhưng đó là do sắp xếp của công ty mà, ta đâu thể phản kháng được. Còn 3 giây, nếu ngươi không trả lời vấn đề của ta thì ta sẽ ném ngươi từ đây. Tổ bối bối ngồi im không nhúc nhích, chỉ là trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ cảm giác áp bách dường như mưa gió sắp đến, khiến nam tử xa lạ kia vô thức run rẩy. Được được, ta nói mà. Nam tử xa lạ giơ hai tay lên như xin lượng thứ, dùng ngữ khí không thể làm gì nói, ta tên Đường Mộc, Đường trong triều đường. Mộc trong kim mộc thủy hỏa thổ, năm nay 22 tuổi, trời sinh có chút dị năng, hồi nhỏ bị người ta xem như quái thai, sau này được đại ca Bàng thu dưỡng, sau đó học một vài y thuật, tiếp theo liền tham gia tập đoàn thần dược, trở thành một bác sĩ. Kỳ thực ta cũng biết tập đoàn thần dược là công ty lừa đảo, nhưng mà ai bảo đại ca Bàng là người nuôi ta lớn chứ, làm người không thể biết ân không báo, các ngươi nói có đúng hay không? Nói nhảm xong chưa, Lam Y Nhân có chút không kiên nhẫn, tên này nói hồi lâu mà một tí tin tức hữu dụng cũng không có, rõ ràng là cố ý tới trêu đùa các nàng. Lam Y Nhân hừ lạnh nói thẳng đi, ngươi tới nơi này để làm gì, tốt nhất là đừng nói dối, cũng đừng nói nhảm nữa, bằng không hậu quả ngươi tự chịu. Đúng là gấp gáp mà, thật sự không hiểu khẩu vị của Hạ Thiên như nào.
Nếu là ta á, ta tình nguyện tìm người dáng dấp không đẹp, nhưng mà biết nghe lời. Đường Mộc vẫn cười hì hì như trước, không khác gì Hạ Thiên, trong mắt lại là ý tứ trêu tức. Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Triệu Thanh Thanh cười lạnh không thôi, có tư cách gì mà ở đây soi mói. Đường Mộc cười hi hi, chất phác gãi đầu, không phải đều nói người tới là khách sao, ta thật sự muốn kết giao bằng hữu, có điều thái độ của các ngươi không thân thiện cho lắm. Không có ai mời ngươi tới, cũng không có ai hoan nghênh ngươi tới. Ninh Nhụy Nhụy đứng lên, không thích nói, nếu là kẻ không mời mà đến, vậy cũng đừng bày ra dáng vẻ muốn kết giao gì đó. Thật sự cho rằng chúng ta đều là con nhóc không dành thế sự sao? Ngươi dở trò gì thật sự cho rằng chúng ta không nhìn ra? Ninh Nhụy Nhụy cực kỳ không thích giao tiếp cùng loại người này, bao gồm cả Hạ Thiên, nếu như không phải lúc đó Hạ Thiên cứu nàng mấy lần, sau đó lại quấn chặt lấy nàng, đoán chừng hai người họ cũng không ở bên nhau. Huống chi, nhìn như Hạ Thiên thường xuyên cố tình gây sự, kỳ thực cũng rất hiểu lòng người, hơn nữa biết nghe lời phải, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Trái lại ở chung càng lâu càng cảm nhận được tấm lòng son của Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh mặt không cảm xúc nói, người ở trong bóng tối vẫn nên xuất hiện đi. Nếu như để ta ra tay thì các ngươi hơi bị khó sống rồi đấy. Bốp bốp bốp, Đường Mộc trực tiếp vỗ tay, từ trong thâm tâm khen một câu, ngầu đét, không hổ là tổ trưởng của Thiên Đạo Tổ. Sau đó hắn nói với xung quanh, các huynh đệ à, đã bị người ta nhìn ra rồi thì đừng giả bộ nữa, xuất hiện đi. Không bao lâu sau, có bốn bóng người hiện ra, vừa vặn đứng ở bốn góc trong phòng, rõ ràng là đã sớm có kế hoạch. Ta tới giới thiệu cho mấy vị mỹ nữ một chút nhỉ. Đường Mộc cũng nhảy xuống từ trên bệ cửa sổ, sải chân bước đến chỉ vào một tráng hán đầu chọc mặc áo tăng rồi nói, vị này là Đa Minh Quang, là Lực Thiên Vương trong bộ phận quốc nội Nam Thiên Môn. Chương 2494, chỉ có ta mới xứng với Hạ Thiên. Thật sự là hòa thượng. Ninh Nhụy Nhụy có chút kinh ngạc nói, đã xuất gia rồi mà còn làm loại chuyện này ư. Đa đại sư thuận miệng đáp, làm hòa thượng chỉ là hứng thú cá nhân của ta, đương nhiên không thể chậm trễ công việc. Thạch Thuần nhìn không được châm biếm một câu, đó chính là giả làm hòa thượng. Tiểu cô nương nói cũng không sai. Đa đại sư ra vẻ thản nhiên, chỉ cười ha ha, đối với việc bị mạo phạm hình như không để trong lòng. Sau đó Đường Mộc đi đến trước mặt người thứ hai. Đây là một người ngoại quốc ăn mặc như nhà ảo thuật, nở nụ cười như có như không. Vị này là Sebastian, là bài thiên vương trong phân bộ England Bắc Thiên Môn, đừng trông hắn là ảo thuật gia nhé, thật ra hắn là thầy chia bài trong sòng bạc. Người nước ngoài này giống như không biết tiếng Trung, cứ nhếch miệng cười cười, sau đó hành lễ kiểu Anh với mấy người Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh liếc nhìn người này, lập tức không còn hứng thú. Ninh Nhụy Nhụy nhìn chằm chằm tay của người nước ngoài đó, vẻ mặt như đó điều suy nghĩ. Tô Bối Bối rót tách cà phê cho bản thân, coi như là đang xem tiết mục truyền hình. Trái lại là Thạch Thuần tràn đầy phấn khởi, thỉnh thoảng đi một vòng quanh hòa thượng kia, rồi lại đi một vòng quanh người nước ngoài đó, cũng không biết phát hiện cái gì mà vui vẻ vỗ tay. Vị đại thúc này là ai vậy, không phải là người ngươi kéo từ trên đường cho đủ quân số chứ? Thạch Thuần chỉ nam nhân trung niên vẻ mặt rụt rè đứng ở gần cửa ra vào, quay người hỏi Đường Mộc. Nam nhân trung niên đó dáng dấp gầy gò, cả người không có mấy lạng thịt, thế mà lại mặc chính trang dễ dàng lộ ra vóc người, còn cố hết sức ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ vẻ tràn đầy sức sống, nhìn qua có chút giống công nhân bình thường của đảo quốc. Đường Mộc nở nụ cười, nghiêm túc giới thiệu nói, vị này là Ruby, là Nhẫn Thiên Vương ảnh trong phân bộ đảo quốc Nam Thiên Môn. Cũng là thượng nhẫn của làng ninja trong truyền thuyết, danh xứng với thực, hàng thật 100%. Hắn là ninja thì ngươi là quỷ lừa gạt. Thạch Thuần nghe vậy liền không tin, bĩu môi nói, không phải ninja sẽ mặc trang phục màu đen cả người sao, mang theo mặt nạ nữa, chỉ để lộ đôi mắt, ta thấy ở trên TV vậy mà. Nam nhân trung niên có vẻ hơi đần độn kia lúng túng nở nụ cười, dùng tiếng Trung cứng nhắc giải thích, bây giờ ninja không thịnh hành, trẻ con không thích mấy cái này nữa. Không thể làm gì khác hơn là đi làm công ty, cho nên ta mới mặc chính trang. Thạch Thuần không ngờ đối phương sẽ giải thích, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ninja nên có dáng vẻ của ninja, là tại hạ làm mất thể diện của ninja, khiến cô thất vọng rồi. Nam nhân trung niên trịnh trọng cúi người với Thạch Thuần. Lần này đến lượt Thạch Thuần có chút ngượng ngùng, vội nói, ngươi không cần xin lỗi, hình như cũng không phải lỗi của ngươi. Được rồi,
đừng nói xin lỗi. Đường Mộc cũng có chút mệt tâm với nam nhân trung niên này, cuối cùng chỉ vào nữ nhân trầm mặc không nói vẫn đứng trong góc, cuối cùng là nàng ấy, đây chính là nhân vật quan trọng, cho nên ta để lại giới thiệu cuối cùng. Kỳ thực hôm nay ta không muốn tới đâu, là nàng ép ta tới. Nàng nói phải đích thân đến coi thử nữ nhân của Hạ Thiên, bằng không thì cả đời khó mà an tâm được. Hắn vừa nói vậy thật sự khiến đám người Tô Bối Bối chú ý, đồng loạt nhìn về phía nữ nhân kia. Nữ nhân này lớn lên không xinh, nhưng tuyệt đối không xấu, coi như cũng được. Nhưng mà dáng người lại cực kỳ đẹp, gần như có thể so với Tô Bối Bối, làm y nhân, Ninh Nhụy Nhụy. Ta là Bàng Thu Nghiên, hẳn là các ngươi cũng đã biết ta nhỉ. Nữ nhân kia trực tiếp báo tên họ, sau đó hết sức chính trọng nói ta thích Hạ Thiên, hơn nữa ta cảm thấy chỉ có ta mới có thể xứng với Hạ Thiên, các ngươi chỉ là có một gương mặt đẹp mà thôi, lại không có chút nội hàm nào, còn không giúp được Hạ Thiên. Cho nên, vì để Hạ Thiên có thể phát triển lâu hơn, ta quyết định giúp hắn loại bỏ những chướng ngại vật là các ngươi, khiến hắn không còn gì ràng buộc để đi tìm đại đạo chân chính. Nàng ta vừa dứt lời liền khiến mấy người Tô Bối Bối nổi giận. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Triệu Thanh Thanh nổi bão đầu tiên, chỉ vào nữ nhân này nói, ngươi thích sư phụ thì ta có thể hiểu được. Nhưng mà ngươi cảm thấy chỉ có ngươi mới xứng với sư phụ ta, thế là sai rồi. Xứng hay không ngươi nói không tính, sư phụ ta nói mới tính, mà chúng ta đã là nữ nhân của sư phụ, không tới lượt người ngoài như ngươi ở đây lắm chuyện. Ninh Nhụy Nhụy mặc dù không tự coi là nữ nhân của Hạ Thiên, nhưng cũng không vui nói, ngươi thích Hạ Thiên thì ngươi đi mà theo đuổi. Chạy đến đây biểu thị công khai chủ quyền làm gì hả, ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Làm y nhân cười ha ha, sức hấp dẫn của chồng ta đúng là không ai có thể ngăn cản, có điều hắn thích nữ nhân với gương mặt xinh đẹp hơn, cho nên loại người xấu xí như ngươi sẽ không lọt vào mắt hắn đâu, thích cũng đừng hòng, ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ ý nghĩ đó đi. Tô Bối Bối cũng là người nóng tính, trực tiếp mắng to, ngươi muốn làm nữ nhân của đồ háo sắc kia vậy đi làm đi, đến nơi này của ta kiếm chuyện làm gì, thật sự cho rằng Tô Bối Bối ta hiền lành hả? Dương San đang muốn nói gì đó, kết quả lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Thạch Thuần vẻ mặt hưng phấn nằm ở bên cạnh hóng chuyện. Hôm nay ta đến đây để cảnh cáo các ngươi. Bàng Thu Nghiên vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ vào đám người Tô Bối Bối, thuận tiện bắt một người về làm thí nghiệm. Xem thử trên người các ngươi có cái gì để hấp dẫn Hạ Thiên, ta tuyệt không tin Hạ Thiên chỉ là loại người thiển cận như thế. Không, hắn chính là loại đàn ông thiển cận thế đấy. Một giọng nói vang lên trả lời Bàng Thu Nghiên. Chương 2495, đừng nói là đến đây hóng chuyện nhé. Ở đây Tô Bối Bối là người quen biết Hạ Thiên sớm nhất, cũng là người lâu nhất. Trong lúc nàng trưởng thành chẳng những tận mắt nhìn thấy đủ loại kỳ tích của Hạ Thiên, đồng thời cũng chứng kiến tên háo sắc này từng bước chinh phục chị họ nàng, còn thêm một đám mỹ nhân cấp bậc họa thủy, đến bây giờ còn định đánh chủ ý lên nàng. Tô Bối Bối cảm thấy bản thân quá hiểu Hạ Thiên, hắn chính là một nam nhân thiển cận vừa yêu thích nữ nhân vừa cực kỳ tự phụ. Còn về nội hàm gì đó, nam nhân kia còn lâu nàng mới quan tâm. Ta không cho phép ngươi hạ thấp hắn. Trong mắt Bàng Thu Nghiên lóe lên tia sát ý, nếu như ngươi còn nói kiểu như thế, có tin ta giết ngươi ngay lập tức hay không? Tô Bối Bối hử lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta nói như nào thì liên quan gì đến ngươi? Sau đó giễu cợt nói, hơn nữa trước giờ Hạ Thiên đều không hề quan tâm người khác hạ thấp hay nâng hắn cao lên, ngươi có chút tự mình đa tình rồi đấy. Câm miệng cho ta, Bàng Thu Nghiên chẳng biết tại sao bỗng dưng cả người phát run, ngón giữa của tay trái đột nhiên bắn ra một lưỡi dao giải phẫu sắc bén, đâm về phía cần cổ trắng nõn của Tô Bối Bối. Tô Bối Bối chỉ hơi nghiêng đầu tránh thoát lưỡi dao của Bàng Thu Nghiên, rồi lập tức giương tay vồ một phát, vặn một cái lập tức đánh rớt lưỡi dao kia. A, thả ta ra! Bàng Thu Nghiên kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu hét với Tô Bối Bối. Tô Bối Bối cũng không ngờ Bàng Thu Nghiên khí thế giống như vương giả, vậy mà vừa bắt đầu đã là cấp đồng, cảm thấy mất hết hứng thú đẩy nàng ta ra. Dì Bàng à, đừng đùa nữa, chiêu này của ngươi không có tác dụng với bọn họ đâu. Đường Mộc ở bên cạnh có chút bất đắc dĩ thở dài, nói với Bàng Thu Nghiên đang nằm trên đất, người vẫn nên đàng hoàng phân cao thấp với đám nữ nhân này đi. Bàng Thu Nghiên vẫn nằm dạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích gì cả, càng không hề trả lời Đường Mộc. Phân cao thấp ư, ý ngươi là cái này. Tô Bối Bối bỗng dưng xòe bàn tay trắng noãn ra, bên trên có ba cây châm bạc cực nhỏ,
tay trái dùng dao làm động tác giả, tay phải dùng châm để ám toán, cái này chỉ coi là trò vặt vãnh thôi, không được coi là thủ đoạn cao minh gì hết. Đường Mộc thở dài, lắc đầu nói, thực sự là quá thất bại, gì bằng à, thủ đoạn của ngươi bị nhìn thấu rồi. Thì đã sao, còn không phải ngươi cũng bị lừa rồi à? Bàng Thu Nghiên hờ hững đáp lại. Tô Bối Bối hơi cau mày, vô ý thức muốn quay người, bỗng nhiên phát hiện cơ thể cứng đơ, nhất thời không thể di chuyển. Ninh Nhụy Nhụy phát giác ra tình huống của Tô Bối Bối có vẻ không ổn, lập tức muốn đứng dậy trợ giúp, nhưng lúc nàng đứng lên lại phát hiện có một màn chắn vô hình che đi đường đi của nàng. Ninh Nhụy Nhụy biến sắc, nhanh chóng đụng vào xung quanh, giật mình phát hiện chính bản thân nàng cũng bị vây lại từ lúc nào. A-di-đà Phật, Ninh Thí Chủ xin chớ vội. Đại Hòa Thượng gọi là Đa Minh Quang kia hô to một tiếng Phật hiệu, vừa cười vừa nói, đây là tuyệt kỹ giữ nhà của ta, Mật Tông Vô Thượng Kim Trung Trảo, mặc dù không phải pháp thuật ghê gớm gì, nhưng muốn vây Ninh Thí Chủ lại trong chốc lát cũng không thành vấn đề. Ninh Nhụy Nhụy khinh thường nhìn Đại Hòa Thượng kia, không hề coi lời nói của hắn ra gì, tiếp tục thăm dò nhược điểm của lồng kính này. Lúc này, làm y nhân đưa mắt nhìn về phía nam nhân trung niên rụt rè kia, nói như vậy, chắc là ngươi cũng đặt cạm bẫy cho ta nhỉ. Tên Ruby kia vẻ mặt ngơ ngác, hốt hoảng lắc đầu, chỉ Đường Mộc, đối phó với Lam tiểu thư chính là Đường tiên sinh, tại hạ không có bản lĩnh đó. Ta phụ trách Dương tiểu thư, còn có Thạch tiểu thư. Không phải chứ, Thạch Thuần tương đối bất mãn, trực tiếp nhảy đến trước mặt Ruby, nhấc chân liền đá vào đầu gối của đối phương. Ngươi lặp lại lần nữa xem nào, ta cũng rất lợi hại đấy, tại sao không cho người bên cửa đối phó với ta, lại còn buộc ta và Dương San tỉ tỉ vào một chỗ, hơi bị khinh người nhau rồi đấy. Dương San không có võ công gì, trong lòng nàng cảm thấy rất sợ, vẫn luôn không dám nói chuyện. Vậy người anh em ngoại quốc này đến để đối phó ai đây? Ninh Nhụy Nhụy tiện tay chỉ vị chia bài ngoại quốc im như hến kia, đừng nói là đến đây hóng chuyện nhé. Ồ, hắn tới đối phó ta. Đường Mộc cười hì hì chỉ bản thân, ta có khuyết điểm chính là nếu như không khống chế được tâm trạng, thì sẽ nhịn không được giết chết những người mà ta nhìn thấy, cho nên mang theo Tắc tiên sinh là vì phòng ngừa ta bộc phát. Triệu Thanh Thanh cười khẩy, khoanh tay lắc đầu không thôi, ý của ngươi là ta ở trong mắt đám các ngươi là kẻ yếu đuối không gì sánh bằng, vậy mà không có ai tới đối phó ta. Ngươi chính là tổ trưởng của Thiên Đạo Tổ, lại có quan hệ gần gũi với Triệu gia ở Kinh Thành, đương nhiên không nên động đến ngươi. Đường Mộc gãi đầu, dùng giọng điệu thương lượng nói, nếu không thế này đi, chúng ta không chọc giận ngươi, ngươi tự quay về Kinh Thành nhé. Triệu Thanh Thanh cười lạnh đáp trả, ngươi thấy sao? Quả nhiên không được, Đường Mộc nhức đầu nói, nếu không thì ngươi giải trừ quan hệ với Triệu gia, lại giải tán Thiên Đạo Tổ ngay tại chỗ đi. Chương 2496, một cái bẫy. Ngươi là thiểu năng trí tuệ hả? Triệu Thanh Thanh nguyết hắn một cái, nói thẳng đi. Ngươi muốn kiếm chuyện hay là muốn tìm chết? Đường Mộc cười hi hi, nói với Triệu Thanh Thanh, hôm nay ta thực sự tới để kết giao bằng hữu, chỉ là dì bàng bất mãn với việc các ngươi độc chiếm Hạ Thiên, mà nàng lại luôn thèm muốn cơ thể của Hạ Thiên, ta cũng hết cách rồi. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng tới để so chiêu với các ngươi, xem thử các ngươi ai có thể thuyết phục ai. Thôi thôi, ta không muốn hỏi nữa. Triệu Thanh Thanh không nghe nổi mấy lời thừa thãi này. Không kiên nhẫn nữa, ngược lại nên bắt hết cả đám người dẫn về Thiên Đạo Tổ thẩm vấn cho nhanh. Được, Đường Mộc vỗ tay, nói với Triệu Thanh Thanh, trực tiếp lao vào nhau hay là từng người tới một. Vừa mới dứt lời, Đường Mộc liền phát hiện trước mắt xuất hiện một cái đế giày, còn chưa đợi hắn phản ứng thì đế giày đó đã nặng nề đáp lên mặt hắn, chính hắn cũng lập tức bắn ra ngoài 5-6 mét, tí thì đâm xuyên qua tường trực tiếp ngã xuống. Triệu Tổ trưởng, nếu ngươi muốn động thủ đáng nhẽ phải nói trước một tiếng chứ. Đường Mộc lồm cồm bò dậy, mở miệng trách móc kêu đau, chưa gì đã thế rồi, đau lắm đấy. Triệu Thanh Thanh vẻ mặt âm u, phát hiện Đường Mộc vậy mà lông tóc không thương, lập tức cảnh giác lại, người trước mắt này thật sự không phải người bình thường. Có điều nếu ngươi đã động thủ thì ta cũng không thể không đáp lễ. Ánh mắt Đường Mộc bỗng dưng biến đổi, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đến trước mặt Triệu Thanh Thanh. Nắm đấm chẳng biết lúc nào đã đánh trúng bụng dưới Triệu Thanh Thanh. Dầm, Đường Mộc lần nữa bắn ngược ra ngoài. Triệu Thanh Thanh khẽ chau mày, thờ ơ nói, tốc độ của ngươi quá chậm. Ây da, quả nhiên không phải chuyện tốt. Đường Mộc bò dậy lần nữa,
sờ lên cổ, nói với Triệu Thanh Thanh, xem ra phải để Triệu tổ trưởng phân tâm mới được, bằng không ta có chút thảm rồi. Mấy anh em à, ngẩn ra làm gì đấy, động thủ đi. Khỏi kêu, bọn hắn không ra tay được đâu, Triệu Thanh Thanh hờ hững nói. Đường Mộc ngẩn người, quay lại nhìn mới phát hiện đa đại sư gì đó đã quỳ xuống từ bao giờ, ruby của làng ninja trong truyền thuyết cũng bị Thạch Thuần dẫm dưới chân, ngay cả kêu cũng không kêu nổi. Bàng Thu Nghiên cũng bị Tô Bối Bối còng tay chân lại, đè ở dưới đất. Mặc dù nàng đang không ngừng giãy giụa, có điều rõ ràng chẳng ăn thua gì. Vị chia bài ngoại quốc kia thì giơ cao hai tay lên, đàng hoàng quỳ ở góc tường, bởi vì có một chủy thủ sáng loáng đang đặt trên cổ hắn. Không phải chứ, bị diệt sạch cả đám rồi. Đường Mộc có chút không thể tiếp thu được thực tế này, không phải các ngươi đều là cao thủ do Thiên Cung phái tới sao, làm sao lại thành thế này, ngay cả nữ nhân của Hạ Thiên cũng không đánh lại, vậy còn chơi cái gì? Ngươi vẫn nên lo cho bản thân đi. Triệu Thanh Thanh chậm rãi đi về phía Đường Mộc, lạnh giọng nói, kết quả của ngươi cũng không khá hơn đâu, ngoan ngoãn đến Thiên Đạo Tổ với ta hay là để ta đánh ngất ngươi kéo ngươi về. Triệu Tổ trưởng, ngươi tự tin quá nhỉ? Đường Mộc khẽ cười một tiếng, đừng nói ngươi cho rằng ta cũng giống bọn họ chứ, trông thì ngon mà không dùng được. Ngươi nhầm rồi. Mấy người bọn hắn không dùng được, nhưng cũng không ngon nghẻ. Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nói. Đường Mộc xấu hổ cười cười, thản nhiên nói, tuy nói muốn thắng ngươi thật ra không khó, nhưng nếu muốn thắng thêm mấy người thì ta có chút không chịu nổi. Hôm nay thật sự xui xẻo mà, vốn dĩ muốn thị uy, kết quả làm màu không thành lại bị phản tác dụng, đúng là đen đủi. Sao, ngươi muốn chạy? Triệu Thanh Thanh nghe ra ý tứ trong lời nói của Đường Mộc, lạnh lùng nói, ngươi chạy nổi sao? Lúc này những người khác cũng chắn hết đường trốn của Đường Mộc, trừ phi hắn có thể lên trời, bằng không thật sự chạy không được. Đường Mộc khóe miệng giật giật, sầu lo nói, nữ nhân của Hạ Thiên đều lợi hại vậy sao? Ngươi lại sai rồi, Triệu Thanh Thanh hờ hững nói, người thật sự lợi hại đều không ở đây, nếu không các ngươi đã sớm bốc hơi khỏi nhân gian, đến cả hài cốt cũng không còn. Lời này cũng không sai, nếu như hiện tại là loại người coi mạng người như cỏ rác dạ ngọc mị, cơ thanh ảnh, thì đám người Đường Mộc vừa xuất hiện đoán chừng đã bị diệt, hoặc là đám người quen nhìn sinh tử Mộc Hàm, Mị Nhi, Ngải Vi Nhi, chắc chắn sẽ chơi đùa một lát rồi sau đó sẽ xử lý sạch sẽ bọn hắn. Cho nên là nữ nhân của Hạ Thiên, thật sự rất khủng bố, tốt nhất đừng dây vào. Đáng tiếc, luôn có mấy đồ đần không tin tà, nhất định phải thử một lần. Được, ta đầu hàng. Đường Mộc giơ cao hai tay lên, dáng vẻ giống như chịu thua. Triệu Thanh Thanh biết tên này khẳng định muốn giở trò gì đó, chỉ là nàng cũng không sợ, trực tiếp lấy dây thừng đặc chế, chậm rãi đi tới. Đường Mộc cũng thực sự phối hợp để Triệu Thanh Thanh trói hai tay lại. Triệu Thanh Thanh không khỏi có chút nghi hoặc, rốt cuộc tên này muốn làm gì? Trói được chưa? Đường Mộc cười hi hi, trói chắc chưa? Ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Đường Mộc, đừng có mà giở trò, không bổ béo gì cho ngươi đâu. Đường Mộc nhếch miệng, nói với Triệu Thanh Thanh, chẳng nhẽ ngươi không phát hiện xung quanh không còn ai sao? Triệu Thanh Thanh giật mình, quay lại phát hiện sau lưng vậy mà không có một ai, lập tức thầm kêu không tốt. Đường Mộc nhẹ nhàng giãy giụa liền xé đứt dây thừng, cười gằn nói, muốn dẫn các ngươi vào bẫy đúng là không dễ dàng gì. Khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên, có điều bây giờ trò chơi mới bắt đầu thôi. Chương 2497, trò chơi bắt đầu. Căn phòng vẫn là căn phòng kia, có điều bây giờ lại phủ thêm một tầng sương mỏng, có vẻ cực kỳ không chân thực. Huống chi người trong phòng bỗng dưng không thấy ai nữa, việc này không đúng cho lắm. Ta không rảnh chơi đùa với ngươi, Triệu Thanh Thanh biến sắc, lạnh giọng nói, hơn nữa ngươi cũng không xứng. Đường Mộc ngược lại tỏ vẻ vô cùng hứng thú, mỉm cười càng tươi tắn hơn, thế này mới thú vị chứ, ta chỉ thích kiểu rõ ràng không muốn phối hợp của các ngươi, nhưng lại không thể không làm theo. Biến thái, Triệu Thanh Thanh mắng trả ngay lập tức. Đánh giá này có hơi quá nhỉ. Đường Mộc lắc đầu, nói đến biến thái, ai có thể sánh bằng Hạ Thiên được, hắn mới là the best trong giới biến thái. Triệu Thanh Thanh có chút tức giận nói, dám nói xấu sư phụ ta à, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ha ha, mỗi ngày đều có người nói ta phải chết mà. Đường Mộc có chút kiêu ngạo nói, đáng tiếc Đường Mỗ vẫn sống rất tốt cho đến bây giờ, Triệu tiểu thư à. Đừng nói khó nghe như thế ngươi không giết được ta đâu. Phải không? Triệu Thanh Thanh cười mỉa mai,
có đôi khi đừng nói quá chắc chắn, dễ dàng bị vả mặt lắm. Đường Mộc khoanh tay nhìn Triệu Thanh Thanh, thở dài nói, Triệu tiểu thư, ta biết ngươi đúng là có bản lĩnh, nhưng trên thế giới này luôn có vài thứ vượt qua tưởng tượng của phàm nhân. Ví dụ như vị trí hiện tại của chúng ta, ngươi cho rằng chỉ là ảo cảnh thông thường, chỉ cần đánh bại ta liền có thể phá vỡ, đúng không? Triệu Thanh Thanh hờ hững nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không phải, thật ra đây là một không gian độc lập, hoàn toàn không dựa vào ý chí của bất kỳ ai để thay đổi. Đường Mộc dáng vẻ thản nhiên ngả về phía sau, bỗng dưng một cái ghế xuất hiện ra, sau khi ngồi xuống hắn nói tiếp, ta chỉ chuyển không gian đến đây thôi mà, cho dù ta muốn ra ngoài thì cũng phải đợi qua thời quy định đã. Có thời gian quy định ư? Triệu Thanh Thanh bắt được từ mấu chốt, ngươi nói là không gian này có thời gian quy định sao? Đúng vậy, thời gian là 3 ngày. Đường Mộc gật đầu nói, 3 ngày sau không gian này sẽ tự động biến mất, các ngươi sẽ được tự do. Triệu Thanh Thanh hỏi, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì? Bây giờ nói cho ngươi cũng không sao. Đường Mộc móc lỗ mũi, lười biếng nói, chúng ta hợp tác với Thiên Cung ở nước ngoài, bọn họ muốn đối phó với Hạ Thiên, mà chúng ta lại muốn có thế lực của Hạ Thiên, chỉ đơn giản vậy thôi. Thiên Cung, trong lòng Triệu Thanh Thanh sinh ra một ý nghĩ, không khỏi nhớ tới một người, Tiêu Gia. Đường Mộc sửng sốt một chút, lắc đầu nói, hình như người đó không họ Tiêu. Còn có quan hệ với Tiêu Gia hay không ta cũng không biết. Không phải Tiêu Gia thì người đến là ai? Triệu Thanh Thanh hỏi. Cũng chỉ có lão đại của chúng ta biết thôi. Đường Mộc khẽ vươn tay, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một chùm nho nho, rồi từ từ vặt nho ăn, không thể không nói đám nữ nhân các người đúng là rất lợi hại, nếu như không có biện pháp vây bắt này thì thật sự khó mà nộp lên trên. Triệu Thanh Thanh cười nhạo nói, chỉ mỗi địa phương rách nát này mà muốn giữ chân chúng ta trong 3 ngày. Đang nói, đột nhiên nàng cảm thấy không đúng, ngạc nhiên hỏi, các ngươi dựa vào đâu mà cho rằng 3 ngày sau sư phụ ta sẽ xuất hiện? Chúng ta không có cho rằng như vậy. Đường Mộc bĩu môi, phun ra mấy hạt nho, chỉ cần bắt các ngươi lại, sau đó tung tin tức ra. Nếu như Hạ Thiên thật sự thương các ngươi, thì nhất định sẽ xuất hiện. Mặc kệ hắn ở xó xỉnh nào trên thế giới, chỉ nguyên bản lĩnh kia của hắn trong vòng 3 ngày sẽ quay về. Lời này ngược lại không sai, dựa vào võ công của Hạ Thiên, 3 ngày đủ để dạo một vòng quanh địa cầu. Có điều vấn đề là các nàng chỉ biết Hạ Thiên đi tìm Y Tiểu Âm, vị trí cụ thể thì hoàn toàn không rõ. Nhớ đâu ở mấy chỗ giống bí cảnh dưới đáy biển bị ngăn chặn các tin tức, vậy coi như truyền tin tức ra cũng không có tác dụng gì. Đường Mộc nhìn như hứng hờ, nhưng thực ra hắn vẫn luôn quan sát Triệu Thanh Thanh, trông thấy ánh mắt có chút mê man của nàng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Triệu Thanh Thanh quả thật có chút rơi vào cạm bẫy tư duy, đó chính là nhớ đâu trong 3 ngày Hạ Thiên không xuất hiện, vậy tính mạng của các nàng sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách báo cho Hạ Thiên. Mà cứ nghĩ như vậy, tiếp đó sẽ rơi vào một khoảng không trống rỗng, nàng không hề biết Hạ Thiên ở đâu, cũng không có biện pháp báo cho hắn. Vậy chỉ có thể chờ chết thôi sao? Triệu Thanh Thanh nhíu mày lại, chán túa mồ hôi. 3 ngày nữa vị lão đại của Thiên Cung sẽ đến Giang Hải. Đường Mộc tiếp tục châm ngòi thổi gió, nếu như đến lúc đó không thấy Hạ Thiên, thì sẽ giết hết cả đám các ngươi, còn có người thân của các ngươi. Triệu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời Đường Mộc, nàng vẫn đang suy nghĩ làm sao để truyền tin cho Hạ Thiên. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên đáy lòng nàng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, sau đó sợ hãi giật mình tỉnh giấc. Thiếu chút nữa nói ra rồi. Triệu Thanh Thanh cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Phát hiện không gian này thực sự quỷ dị, vậy mà lại có thể tác động đến tâm lý của người khác, khiến nàng vô thức rơi vào một vấn đề khó giải quyết, không thể kiềm chế nổi. Ngay lập tức, Triệu Thanh Thanh liền hoàn toàn tỉnh táo, kỳ thực nàng không cần nghĩ cách truyền tin cho Hạ Thiên làm gì cả, chỉ cần giải quyết trước mắt người này là được, rồi đánh vỡ không gian này, tại sao phải nàng nhất định phải đi theo thiết lập của người khác chứ, đúng là ngu ngốc mà. Chương 2498. Ngươi ngáo hả? Đường Mộc thấy ánh mắt của Triệu Thanh Thanh trở nên tỉnh táo, thầm kêu không ổn, vội vàng nói, Triệu tiểu thư à, ngươi cũng đừng nghĩ tính cưỡng ép đánh vỡ không gian này, vô dụng thôi, dựa vào lực lượng của ngươi căn bản không làm được. Vốn ta chỉ đang nghi ngờ, bây giờ nghe ngươi nói vậy thì có thể xác định rồi. Ánh mắt Triệu Thanh Thanh sáng lên, ngẩng đầu quan sát không gian này, cái gì mà không gian, cái gì mà khu vực có chủ quyền,
hừ, tất cả đều chẳng ra làm sao cả, cứ thẳng tay đánh đổ cho nhanh. Ngươi nghe không hiểu sao? Đường Mộc không vui nói, muốn đánh đổ không gian này, cũng không phải là không thể. Nhưng năng lượng cần dùng là thứ không thể tưởng tượng được, ngươi tuyệt đối không có nó. Triệu Thanh Thanh nhếch miệng, lộ ra nụ cười thương hiệu như của Hạ Thiên, sư phụ ta có câu nói chính là việc không thể thì ngày nào cũng xảy ra. Ngươi thật sự muốn thử à? Đường Mộc đứng lên, đá một phát cái ghế bay ra ngoài, vậy ta chơi với Triệu tiểu thư nhé. Ta đã nói rồi, ngươi không xứng. Triệu Thanh Thanh khôi phục vẻ tự tin, cười lạnh nhìn Đường Mộc. Đường Mộc cũng không nói nhiều, hắn siết chặt nắm đấm đánh về phía Triệu Thanh Thanh. Một quyền này rất chậm, không hề có tiếng động, nhưng chỉ trong vòng nửa giây đã xuất hiện trước mặt Triệu Thanh Thanh. Dầm, không bất ngờ tí nào lại là Đường Mộc trúng một cước, có điều lần này hắn không bay ngược ra ngoài, thậm chí cả người nhìn như không hề hấn gì, chỉ là chính hắn rất rõ ràng, một cỗ lực đạo cực kỳ mãnh liệt đang nổ trong thân thể hắn. Đậu má, lần này có hơi. Đường Mộc lắc đầu, khóe miệng liền chảy máu, thiệt thòi nha, biết vậy nên đòi hướng lão đại thêm chút đỉnh. Sau đó hắn nhìn về phía Triệu Thanh Thanh, vừa lắc đầu vừa tán thưởng, Triệu tiểu thư, không thể không thừa nhận, ta thực sự đánh giá thấp ngươi rồi. Không đúng, là những người kia đều đánh giá thấp các ngươi, thật sự là sai lầm lớn. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn một chút ta là nữ nhân của ai. Triệu Thanh Thanh kiêu ngạo nói, kỳ thực chuyện này cũng không thể trách các ngươi, rất nhiều người đều sẽ phạm sai lầm kiểu này. Các ngươi luôn âm thầm nghiên cứu chúng ta, cảm thấy chúng ta ở bậc thứ hai, thế là dùng quỷ kế của bậc thứ ba để đối phó chúng ta, kỳ thực chúng ta đều ở bậc thứ năm, mà sư phụ ta đã sớm ở bậc 50. Đường Mộc cười khẽ, không biết là tin tưởng lời nói của Triệu Thanh Thanh hay là cảm thấy nàng đang khoác lác. Triệu Thanh Thanh đang muốn cho Đường Mộc một cú. Lại phát hiện bản thân hắn đột nhiên ngã sầm xuống. Có điều đúng như hắn nói, sau khi Đường Mộc ngã xuống, không gian này cũng không thay đổi gì cho lắm. Bây giờ chỉ cần đánh vỡ không gian này là được. Triệu Thanh Thanh phun ra một ngụm chọc khí, nhưng mà không biết những người khác thế nào, có nhìn thấu không gian này hay không. Đúng lúc này, Đường Mộc đang nằm dưới đất bỗng nhiên giật giật ngón tay, sau đó lại đứng lên. Tô Bối Bối không nhìn thấu không gian gì đó. Thậm chí nàng cũng không rảnh đi nghĩ vấn đề này. Bởi vì ở trước mắt nàng xuất hiện vô số bảng Thu Nghiên, hơn nữa mỗi một người đều lộ ra biểu cảm khiến người ta chán ghét kia, làm cho nàng không áp chế nổi hồng hoang chi lực trong người, thế nên liền rơi vào trong đau khổ. Ha ha, Tô Bối Bối, ngươi cũng chỉ có thế mà thôi, dựa vào cái gì được Hạ Thiên thích chứ? Giọng nói của bảng Thu Nghiên từ bốn phương tám hướng chuyển tới, tập trung vào trong tai Tô Bối Bối. Khiến nàng thực sự có chút muốn nổi điên. Tô Bối Bối quát mắng, ai muốn tên sắc lang chết tiệt kia thích chứ, là hắn quấn chặt lấy ta chưa từng đồng ý với hắn nhé. Cho nên ta mới càng thêm chán ghét ngươi. Bàng Thu Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó ngươi là cái thá gì chứ, lại được Hạ Thiên yêu thương như thế, vậy nên ngươi cảm thấy vinh hạnh lắm nhỉ, ngươi có tư cách gì mà từ chối, ngươi dựa vào đâu từ chối hả? Ngươi ngáo hả? Tô Bối Bối tức giận đến mức bộ ngực phập phồng, mắng xối xả Bàng Thu Nghiên, ngươi thích tên sắc lang kia thì ngươi đi mà theo đuổi. Không theo đuổi được lại quay sang chút giận lên người ta, đúng là không nói lý gì cả. Bàng Thu Nghiên hung ác chừng Tô Bối Bối, ta không nghĩ ra ngươi có cái gì tốt, dựa vào đâu mà có thể mê hoặc Hạ Thiên. Bà đây chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, người đẹp nhất thế giới, dựa vào đó để mê hoặc tên háo sắc kia đấy. Tô Bối Bối tức giận có chút mất lý trí, dứt khoát lười giải thích, ngược lại lấy độc trị độc, người không phục thì có thể làm gì, người khó chịu thì có thể làm gì hả? Hạ Thiên chướng mắt loại người quái dị như người đấy. Người ghen ghét ta, hâm mộ ta, hận ta, thế thì sao? Ta phải giết chết ngươi. Bàng Thu Nghiên hoàn toàn bị chọc giận, tất cả phân thân đều lao về phía Tô Bối Bối, dao găm và châm bạc đều ở trong lòng bàn tay. Tới đê, lần này không đánh chết ngươi thì ta khỏi tên Tô Bối Bối. Tô Bối Bối vốn là người tính nết không tốt, bây giờ càng đừng phải nói. Tô Bối Bối liếc nhìn vô số Bàng Thu Nghiên kia, ánh mắt ba phần lạnh lùng, bảy phần ác liệt, thậm chí có chút muốn cười, cuối cùng cũng lộ ra sơ hở rồi. Đòn công kích chí mạng luôn không cần quá phức tạp, càng đơn giản thô bạo thì càng hữu hiệu. Tô Bối Bối chỉ đánh một quyền nhanh gọn dứt khoát, nhưng lại đánh vào hư không. Có điều Bàng Thu Nghiên lại bị một quyền này dọa cho tái mét, linh hồn gần như thăng thiên,
Chương 2499. Quả nhiên là tai họa do tên kia gây ra. Rầm. Mặc dù Tô Bối Bối không dùng hết toàn lực, nhưng một quyền kia lại rất mạnh, cho dù đánh vào hư không thì cũng phát ra tiếng nổ bùm bốp. Vô số Bàng Thu Nghiên đang nhào về phía Tô Bối Bối giống như thuyền gặp vòng xoáy trên biển, tất cả đều không tự chủ được bay đến trước nắm đấm của Tô Bối Bối. Ảo ảnh trùng điệp, múa may tứ phía. Di chứng để lại chính là hung ác đánh trúng bản thể của Bàng Thu Nghiên. Phốc! Bàng Thu Nghiên lập tức phun máu, xoay tròn bắn ngược ra ngoài, rồi nặng nề đập vào vách tường, trượt dài xuống trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Tô Bối Bối lười đi xem nữ nhân kia còn sống hay đã chết, nàng dương mắt nhìn chung quanh, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, biến phòng ta thành cái dạng này, thực sự là... Có điều Tô Bối Bối cũng không thèm sửa sang lại, chậm rãi tiến lên hai bước, bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút không đúng, quay người lại sợ soạng trong hư không, vội hô lên, đây là cái gì? Chỉ thấy chỗ vừa bị một quyền của nàng đánh trúng vậy mà xuất hiện một khe hở. Không khí không phải vách tường ư, sao lại có khe hở? Tô Bối Bối lấy tay dọc theo khe hở trong không khí, sau đó bỗng dưng hơi dùng sức, chỉ thấy không khí vỡ vụn thành từng mảnh như thủy tinh, tiếp theo lộ ra một không gian khác y hệt căn phòng hiện tại nàng đang đứng. Cái quái gì vậy? Tô Bối Bối tiến lên phía trước rồi thấy được người ngoại quốc tên là Sebastian gì đó. Lúc người nước ngoài nhìn thấy Tô Bối Bối trong mắt như sắp lồi lên, há mồm vừa muốn nói gì, ngươi. À, hắn còn chưa nói hết câu mà Tô Bối Bối đã tiện tay tát cho hắn một cái, nàng thực sự không có tâm trạng lãng phí thời gian với người này. Thế là người nước ngoài đó cũng không tấu hài nữa, trực tiếp đi nhận cơm. Tuy nhiên cũng chính bởi vì hắn nhận cơm hộp, nên ở một bên khác Đường Mộc vừa mới muốn bỏ dậy bỗng dưng lăn đùng ra đất, hoàn toàn không hó hé gì. Triệu Thanh Thanh quay đầu kỳ quái nhìn Đường Mộc, có chút hoài nghi có phải bản thân quá nhạy cảm hay không, hình như lúc này Đường Mộc vừa động đậy thì phải. Yên tâm, hắn đã chết, chỉ là có chết thật hay không thì chưa biết. Tô Bối Bối giống như bước ra từ trong hư không, chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh nhìn thấy Tô Bối Bối, không khỏi có chút bất ngờ, rất nhanh liền hỏi một câu, những người khác đâu? Không biết. Tô Bối Bối lắc đầu. Chắc hẳn cũng ở ngay bên cạnh. Không gian này kỳ thực không lớn, hơn nữa còn có vách ngăn, chỉ cần đánh đổ nó là có thể tìm được bọn họ. Triệu Thanh Thanh đồng ý với suy đoán của Tô Bối Bối, vậy trước tiên tìm những người khác đã, sau đó đánh đổ hết cái không gian này. Một bên khác, Ninh Nhụy Nhụy còn kẹt ở trong cái gọi là kim trung chảo, mãi không thoát ra được. Đa Minh Quang ngồi xếp bằng bên ngoài, trong tay bấm ấn quyết, hờ hững nói, Ninh thí chủ. Ngươi đừng vùng vẫy nữa, vẫn nên thành thực lại đi. Ninh Nhụy Nhụy cũng không có gấp gáp, tiện tay gõ gõ chỗ đó, thử thăm dò nhược điểm của kim trung chảo. Mật tông vô thượng kim trung chảo của ta là thứ hoàn mỹ không tì vết, ngươi không đánh vỡ được đâu. Đa Minh Quang lắc đầu, khuyên bảo, nó vốn dùng để đối phó với Hạ Thiên, đáng tiếc trận chiến lần trước ta chưa kịp dùng nó đã bị hắn đánh ngất. Có điều ngươi đã là nữ nhân của Hạ Thiên, thì dùng trên người ngươi cũng hợp lý. Quả nhiên lại là tai họa do đồ lưu manh kia gây ra. Ninh Nhụy Nhụy khẽ thở dài, đồ lưu manh đáng chết kia đúng là phiền phức, người không ở đây mà còn gây ra nhiều chuyện như vậy, đúng là kẻ đứng đầu thiên hạ. Đa Minh Quang cười ha ha, nói với Ninh Nhụy Nhụy, kỳ thực Ninh thí chủ ở nước ngoài cũng rất nổi tiếng đó, ta đã từng thấy qua trận đấu của ngươi. Nếu như không phải bên trên có lệnh, thì ta cũng xem như là người hâm mộ, sẽ không bất kính với ngươi. Miễn đi. Ninh Nhụy Nhụy đưa tay ra hiệu đối phương ngừng lại, mặc dù nói fan là người đáng yêu, nhưng mà fan kiểu như ngươi thì ta thực sự không cần. Ha ha, không sao. Đa Minh Quang thở dài nói, sau khi Ninh thí chủ tuyên bố xuất ngũ, ta đã từng buồn bã đau lòng. Tuy nhiên ngươi có thể tìm được bạn đời giống như Hạ Thiên, cũng rất xứng đôi. Trước giờ Ninh Nhụy Nhụy đều không thích bàn chuyện riêng tư với người khác, nàng nói thẳng luôn, xứng hay không, không liên quan gì đến hòa thượng ngươi nhé. Đúng là không liên quan thật, Đa Minh Quang đang cười nói bỗng nhiên cảm giác ấn quyết trong tay có chút dao động, hắn hơi biến sắc, nhưng vẫn cười nói, thật ra ta không có ác ý gì với Ninh thí chủ cả, chỉ là muốn giữ ngươi lại ở đây 3 ngày thôi. Ta biết trong 3 ngày coi như không ăn không uống ngươi cũng sẽ không có vấn đề gì, đúng không? Có vấn đề hay không, thì không quan trọng. Ninh Nhụy Nhụy tìm được chỗ nào đó trong kim trung chảo, nàng đột nhiên dừng lại, quan trọng là ta không thích bị nhốt.
Đa Minh Quang lắc đầu thở dài nói, chúng sinh trên đời bị đủ loại phiền não vây chặt, không bị ràng buộc thì có mấy người. Ta không rảnh nói chuyện tào lao với ngươi. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, trước tiên phá vỡ cái lồng này của ngươi rồi nói tiếp. Chương 2500, tự sát. Ồ, Đa Minh Quang bóp chặt ấn quyết trong tay, vẻ mặt lại giả vờ như thường, sớm biết Ninh thí chủ thiên tư thông tuệ, dù là cái gì vừa học đã biết, nhoáng cái liền rõ tất cả. Ta thật sự muốn xem ngươi có thể phá kim trung chảo của ta bằng cách nào. Phá ra sao à? Ninh Nhụy Nhụy nắm chặt bàn tay, nhẹ nhàng đẩy vào chỗ nào đó, thì là phá như vậy này. Đa Minh Quang giật mình, sau đó cười ha ha, Ninh thí chủ thật biết nói đùa, nếu như kim trung chảo dễ phá như thế, vậy nó cũng không phải mật tông vô thượng thần công nữa. Ninh Nhụy Nhụy cười rực rỡ, dưới sự chú ý của Đa Minh Quang nàng liền chậm rãi đi ra kim trung chảo, chia tay nói, không phải ta đã đi ra rồi sao? Cái gì, việc này sao có thể? Đa Minh Quang trợn trừng mắt lên, rõ ràng hắn bóp ấn quyết trong tay, làm sao Ninh Nhụy Nhụy lại ra khỏi kim trung chảo được chứ? Ninh Nhụy Nhụy lạnh nhạt nói, người nghĩ mãi vẫn không hiểu nhỉ? Đúng vậy, Đa Minh Quang vô ý thức gật đầu. Kỳ thực rất đơn giản. Ninh Nhụy Nhụy cười giải thích nói, có lẽ người học nghệ không tinh, hoặc là bản thân môn công pháp này có sơ hở. Đa Minh Quang nghe vậy sững sờ, sau đó buông lỏng ấn quyết trong tay, thở dài nói, xem ra là ta học nghệ không tinh. Hòa thượng ngươi thú vị đấy, tình nguyện thừa nhận mình không được, cũng không nói là công pháp có sai sót. Ninh Nhụy Nhụy có chút kỳ quái nói, công pháp là người kia cho ta, vậy nên sẽ không có khả năng bị sai. Đa Minh Quang chắp hai tay lại, cực kỳ cung kính nói. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, người kia là ai? Đó là sư phụ của thiên cung chúng ta, còn là đệ nhất thiên tài trong giới võ học từ xưa đến nay. Trong mắt Đa Minh Quang tràn đầy vẻ sùng bái, nếu như Hạ Thiên là mặt trăng, vậy hắn chính là mặt trời, là vũ trụ vô tận. Thổi phồng quá mức, Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, rõ ràng không tin, thật không hiểu đám người các ngươi, rõ ràng mỗi lần đều vì đánh giá thấp Hạ Thiên cho nên mới bại trận, kết quả vẫn ngoan cố không chịu tiếp nhận. Chúng ta thừa nhận sự mạnh mẽ của Hạ Thiên. Bằng không cũng sẽ không thừa lúc Hạ Thiên không có ở đây mà đối phó các ngươi. Đa Minh Quang vô cùng thành khẩn nói, nhưng mà người kia thật sự y như tiên vậy, trên thế gian này không ai có thể sánh bằng. Tiên thì vẫn là người mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy thở dài, nói, vậy ta phải nói cho ngươi biết là Hạ Thiên đã sớm vượt qua phạm trù con người rồi, cái tên tiên đó của ngươi ở trong mắt Hạ Thiên có lẽ cũng chỉ như sâu kiến mà thôi. Đa Minh Quang nở nụ cười. Châm chọc nói, không ngờ Ninh thí chủ lại yêu Hạ Thiên đến vậy, còn coi hắn trở thành thần, đúng là khiến người ta bất ngờ đó. Theo một ý nghĩa nào đó thì không phải ta coi hắn là thần, mà hắn chính là như vậy. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu nói. Đa Minh Quang lắc đầu nói, tuy nói ta là người trong Phật môn, nhưng kỳ thật ta là kẻ vô thần. Thế gian ngay cả Phật cũng không có, há lại sẽ có thần tiên ư? Ngươi nói không có, vậy thì không có. Ninh Nhụy Nhụy không thích người khác ép nàng nhận đồ vật gì, nhưng cũng chưa bao giờ ép người khác thừa nhận quan điểm của mình, có điều người ngươi nói 50% sẽ thua Hạ Thiên. Không đâu, Đa Minh Quang cực kỳ có lòng tin, xưa nay người kia ra tay sẽ không thất bại. Nếu như người kia thất bại, chỉ sợ. Nói tới chỗ này, bỗng dưng hắn dùng mình một cái, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, không dám nói tiếp nữa. Ninh Nhụy Nhụy vặn hỏi, chỉ sợ cái gì? Không có gì, Đa Minh Quang không nói thêm gì nữa, nếu Ninh thí chủ đã đi ra ngoài, vậy thì xin hãy giết ta. Ninh Nhụy Nhụy hờ hững nói, ta chưa từng giết người. Hai, lần trước thua Hạ Thiên, lần này lại thua ngươi. Đa Minh Quang lắc đầu, ta không còn mặt mũi gặp người kia nữa, vẫn nên tự kết thúc vậy. Nói xong, hắn tự cứt đứt động mạch chủ, máu tươi nhanh chóng trào ra từ trong miệng, hắn mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ngươi! Ninh Nhụy Nhụy không ngờ hòa thượng này lại vì chút chuyện đó mà tự sát, thực sự là hạn hán lời. Chỉ chốc lát sau, Triệu Thanh Thanh và Tô Bối Bối bỗng dưng xuất hiện, nhìn thấy tình huống trước mắt liền thuận miệng hỏi, ngươi giết hòa thượng đó rồi. Ninh Nhụy Nhụy trợn mắt lên, hắn tự sát ấy. Tự sát, Triệu Thanh Thanh quan sát dáng vẻ của hòa thượng kia, trên người hoàn toàn không có vết thương, vậy nên cũng tin giải thích của Ninh Nhụy Nhụy. Tô Bối Bối có chút không thể nào hiểu được. Cũng lười đi tìm hiểu, nhanh chóng tìm Thạch Thuần và Dương San đi, thực lực của hai người bọn họ quá yếu, ta thật sự có chút lo lắng.
Cùng lúc đó, tình huống của Thạch Thuần và Dương San quả thật có chút không ổn cho lắm. Hai người các nàng thua bởi đại thúc trung niên nhìn chả có tí khí phách ninja gì, hơn nữa còn thua rất thảm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạch Thuần hoàn toàn trắng bệch. Dương San thì càng không biết phải làm sao, thỉnh thoảng liếc nhìn Thạch Thuần, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Kỳ quái chính là đại thúc trung niên tên Ruby, vẻ mặt cũng không có bao nhiêu sự vui sướng khi thắng, ngược lại tràn đầy sự hoang mang. 2. Thạch Thuần suy đi nghĩ lại, cuối cùng từ bỏ phản kháng, vô lực nói, là chúng ta thua. Dương San nháy mắt, đang tính giãy giụa hai cái, giật ống tay áo của Thạch Thuần. Dương tỷ tỷ, bỏ đi, thua chính là thua, không có gì mà không thể thừa nhận. Thạch Thuần bình tĩnh đứng lên, vứt lá bài trong tay xuống đất, hung ác chừng đại thúc trung niên kia, không chơi nữa, thực sự là gặp quỷ. Đại thúc à, không phải ngươi nói chưa từng chơi đấu địa chủ hả, thế sao lại thắng chúng ta cả 10 ván? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.